Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 25. Mắt thấy Tống Chí Mai ngày càng hùng hổ dọa người, Tề Đẳng Nhàn cũng không nhẫn nhịn nữa. Hắn chập hai tay lại và bất ngờ đưa lên trước mặt, chính vào lúc hai khuỷu tay của Tống Chí Mai lao đến, hắn ngay lập tức đón lấy. Hai bàn tay ngay lập tức xòe ra, mỗi một ngón tay đều mềm mại như giỏ dại nhưng lại mang theo sự cứng rắn tiềm ẩn, chỉ trong chốc lát đã khóa chặt lấy cánh tay của Tống Chí Mai. Tống Chí Mai bị bàn tay của hắn khóa lại, cảm thấy từ chỗ cánh tay truyền đến một cảm giác đau đớn như bị cứa vào. Một số loài cỏ dại tuy rằng trông thì rất mềm mại nhưng trên lá cỏ lại có rất nhiều răng cưa, rất dễ dàng khiến cho người ta đứt tay và chảy máu. Hai bàn tay của Tề Đẳng Nhàn ấn xuống và phát huy sức mạnh, trực tiếp khiến cho thế đánh của Tống Chí Mai bị chấn động đến mức suýt chút nữa đã rời ra. Cút đi! Ngay sau đó, Tề Đẳng Nhàn hừ lạnh một tiếng và đánh ra một chưởng, bụp một tiếng đánh thẳng vào bụng của Tống Chí Mai. Sắc mặt của Tống Chí Mai ngay lập tức trở nên tái nhợt vô cùng, cả người bay thẳng ra ngoài, đập vào cái bàn rầm một cái, khiến cho cái bàn đó vỡ tan tành. Bát quái chưởng hay lắm! Văn Tư Thuận ở bên cạnh thấy thế thì cuối cùng cũng không nhịn được mà trầm trồ khen ngợi, trên mặt hiện ra biểu cảm nóng lòng muốn thử xem sao. Anh ta vốn là người được Từ An mời đến để đối phó với Tề Đẳng Nhàn, bây giờ nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đánh ra chiêu bát quái chưởng với công lực thâm hậu như thế, anh ta không khỏi cảm thấy có chút hưng phấn và nóng lòng muốn thử xem thân thủ của Tề Đẳng Nhàn như thế nào. Mọi người nhìn thấy Tống Chí Mai bị Tề Đẳng Nhàn đánh bay thì đều choáng váng đầu óc. Ai cũng biết Tống Chí Mai đã từng là một mãnh nữ có thể xách theo dao bầu và truy sát cả một đám ác ôn. Lúc này Lý Vân Uyển mới vội vàng chạy đến và hỏi với giọng lo lắng, mẹ, mẹ không sao chứ? Tống Chí Mai chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình giống như đã bị đảo lộn hết lên rồi vậy, trong cổ họng có vị cay xè, có một ngụm máu dường như có thể phun ra bất cứ lúc nào. Thế nhưng bà ta vẫn cố gắng nhịn xuống, hộc máu ở trước mặt nhiều người như thế thì thật là bất lịch sự và mất mặt. Mẹ không sao, Tống Chí Mai cắn chặt răng và lạnh lùng nói. Bây giờ bà ta đã chắc chắn rằng mình và Tề Đẳng Nhàn hoàn toàn không phải là đối thủ cùng đẳng cấp, bát quái trưởng của người ta đã đến trình độ xuất thần nhập hóa rồi, chút bát cực quyền này của mình hoàn toàn chẳng là gì cả. Bà ta có thể khẳng định rằng võ công của Tề Đẳng Nhàn e rằng đã không còn thua kém gì so với vị đại tông sư Đồng Hải Xuyên một trưởng đập nát nội tạng của một con trâu điên kia nữa rồi. Một trưởng ban nãy kia, chắc chắn là đối phương đã nể mặt Lý Vân Uyển mà hạ thủ lưu tình với bà ta, nếu không thì e rằng nội tạng của bà ta đã bị một trưởng đó đánh cho vỡ vụn rồi. Tề Đẳng Nhàn liếc Tống Chí Mai một cái, không thèm nói chuyện với bà ta, nếu như bà ta không biết tốt xấu mà lại xông đến nữa thì hắn sẽ không nhẹ tay nữa đâu. Lúc này, Văn Tư Thuận đứng dậy và nhàn nhạt nói, bát quái trưởng của anh khá lắm, chẳng trách anh lại kiêu căng như thế, cơ mà chỉ riêng chút bản lĩnh đó thôi thì chưa đủ đâu. Tề Đẳng Nhàn nở nụ cười giả tạo và nói, cậu chui ra từ dây thắt lưng không thắt chặt của ai mà cũng có tư cách để đánh giá tôi. Hỗn xược, nói chuyện với thiếu đà chủ Văn kiểu gì thế hả? Thiếu đà chủ Văn là thiếu đà chủ của chi nhánh Long Môn ở Thượng Hải, lại còn bái đại tông sư Nham Toái Lưu của nước Kiệt Bành làm thầy, tuổi trẻ thành danh, có phong thái của một tông sư trẻ tuổi, cậu là cái thá gì mà dám nói chuyện với ngài ấy kiểu đấy? Còn không mau quỳ xuống nhận tội với thiếu đà chủ Văn, như vậy thì mới có thể giữ được cái mạng chó của cậu. Cái thứ không biết tốt xấu kia, cứ mở miệng ra là lại ăn nói hồ đồ, thực sự cho rằng mình tài giỏi lắm à? Còn không mau quỳ xuống. Sau khi nghe thấy Tề Đẳng Nhàn nói vậy, mọi người đều nhao nhao quát lớn và muốn bắt Tề Đẳng Nhàn quỳ xuống nhận sai với Văn Tư Thuận. Tề Đẳng Nhàn cũng lười nghe mấy lời vô nghĩa kia, trực tiếp tự động chọn lọc thông tin. Nhìn Từ An và nói, đây là người mà ông cất công mời đến từ Thượng Hải xa xôi đó hả? Chỉ thế thôi đấy hả? Sau khi nghe xong lời nói đầy vẻ tự cao này, sắc mặt của Từ An trầm xuống, ông ta cười khẩy và nói, tên họ Tề kia, cậu đừng có mà quá lộng hành. Tôi đặc biệt mời thiếu đà chủ Văn đến đây chính là để đánh chết cậu. Từ Dương cũng cười khẩy và nói, biết điều thì nhanh chóng hủy bỏ việc hợp tác với công ty vật liệu xây dựng Hồng Mã. Sau đó ngoan ngoãn đầu hàng Long Môn chúng ta, dâng người phụ nữ của mày lên cho thiếu đà chủ, như vậy nói không chừng mày còn có thể sống sót. Tề Đẳng Nhàn đưa tay ra móc móc lỗ tai của mình, cảm thấy lời nói của những người này nghe rất nhàm chán. Tôi thừa nhận việc cậu có chút võ thuật, nhưng chỉ dựa vào chút xíu này mà đã dám nói sẽ làm chỗ dựa cho tôi à.
Cậu không sợ nói ra sẽ bị người khác chê cười sao? Lúc này Tống Chí Mai mới lấy lại được chút sức lực và lạnh lùng nói. Cho bà cơ hội mà bà không cần, bây giờ bà có cầu xin tôi thì tôi cũng chẳng thèm để ý đến bà nữa đâu. Tề Đẳng Nhàn lười biếng trả lời một câu. Tống Chí Mai lạnh lùng nói, thiếu đà chủ Văn, xin cậu hãy ra tay xử lý người này. Sau khi giải quyết xong người này, tôi sẽ gả con gái cho cậu, những điều kiện chúng ta đã bàn xong trước đó cũng không cần thay đổi. Vẻ mặt của Lý Vân Uyển không khỏi trở nên khó coi hơn nữa, cô ta cảm thấy mẹ mình thật sự là đã quá chấp mê bất ngộ rồi. Tại sao bà ấy lại không chịu tin tưởng Tề Đẳng Nhàn chứ? Được thôi, cho dù bà ấy không tin tưởng Tề Đẳng Nhàn thì ít nhất bà ấy cũng phải tin tưởng con gái của chính mình chứ. Ha ha ha, Phó Giám Đốc Tống yên tâm, chuyến này tôi đến Trung Hải chính là để xử lý cái tên ngông cuồng này. Còn nữa, nếu như anh ta đã dám phá hỏng chuyện tốt của chúng ta, vậy thì tôi chắc chắn sẽ không nương tay đâu. Rất nhanh thôi anh ta sẽ phải đi chầu Diêm Vương. Sau khi nói xong lời này, Văn Tư Thuận đột nhiên đạp về phía trước một bước, rầm một tiếng, mặt đất rung động, đèn chùm treo trên trần nhà cũng phát ra những tiếng vo ve. Một đạp này của anh ta khiến cho cái thảm rạn nứt, gạch nền vỡ toang, xuất hiện một vết chân rất sâu. Một màn này khiến cho tất cả mọi người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ai nấy đều theo bản năng lùi về phía sau hai bước. Uy thế trên người Văn Tư Thuận quả thực quá đáng sợ và quá dọa người, tiến vào quá gần khó tránh khỏi việc khiến con người ta lo lắng liệu mình có thể bị ảnh hưởng hay không. Tề Đẳng Nhàn lại chẳng hề động đậy, hắn cười khẩy một tiếng và hờ hững nói, tôi với Long Môn ở Thượng Hải không thù không oán, cậu chắc chắn muốn động thủ với tôi à? Văn Tư Thuận nói với giọng khinh thường, tôi không muốn nói nhiều với cái tên ngông cuồng như anh, hoặc là anh quỳ xuống và tự phế tay chân của mình, hoặc là tôi sẽ tự mình ra tay. Nhưng mà tôi phải cảnh cáo anh, nếu như để tôi ra tay thì chưa biết là sống hay chết đâu. Nếu như bị tôi đánh chết rồi thì anh cũng đừng có trách tôi. Tề Đẳng Nhàn nở nụ cười giả tạo và nhìn Văn Tư Thuận, chậm chậm giơ một tay ra, sau đó, hắn đột nhiên giơ thẳng ngón giữa lên. Đám đông xôn xao. Cái tên này đúng là không cần mạng nữa mà, sao lại dám khiêu khích thiếu đà chủ Văn như vậy chứ? Nếu như tôi là cậu ta, tôi sẽ nhanh chóng cụp đuôi rồi biến khỏi đây, sau này cũng sẽ làm người một cách khiêm tốn. Thiếu đà chủ Văn đã quét sạch rất nhiều cao thủ ở vùng Duyên Hải Đông Nam và tạo nên danh hiệu bất khả chiến bại từ lâu rồi, cái tên họ Tề kia khiêu khích ngài ấy chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Mọi người chuẩn bị đi nào, nói không chừng ngày mai chúng ta có thể đi ăn tiệc đó. Văn Tư Thuận chăm chú nhìn ngón giữa đang dựng thẳng lên của Tề Đẳng Nhàn, không hề tức giận mà lại bật cười một cái. Một lát sau, Văn Tư Thuận mới nói, tốt lắm, tôi sẽ đánh chết anh. Khi nói ra những lời này, thái độ của anh ta rất bình tĩnh, giọng nói như người bình thường nói ăn cơm thôi lúc đang đói bụng vậy. Dường như việc đánh chết Tề Đẳng Nhàn dễ đến mức anh ta chỉ cần động ngón tay một chút là đã có thể làm được. Làm nhảm con mẹ mày. Ánh mắt của Tề Đẳng Nhàn trở nên lạnh lùng, hắn là người ra tay trước. Hắn dậm chân một cái, ầm một tiếng, tấm thảm và gạch nền vỡ ra, cơ thể hắn vụt đến trước mặt Văn Tư Thuận như chim én lướt nước. Văn Tư Thuận trong nháy mắt không khỏi sởn gai ốc, anh ta kinh ngạc kêu lên, nhanh thật đấy. Có điều, phản ứng của anh ta cũng không quá vội vàng, anh ta giơ tay lên với cách đánh thương hiệu của Nham Toái Lưu, hai tay ôm lấy hắn, vững như bàn thạch. Cơ thể của Tề Đẳng Nhàn lại bỗng ngồi xổm xuống ngay khi hai tay của Văn Tư Thuận ôm lấy hắn, khoảng cách giữa hai chân của hắn là vô cùng lớn nên người cũng cúi xuống khá thấp. Sau đó, chỉ thấy cánh tay phải của hắn giơ lên, bắn lên như một cái roi mềm uốn lượn, mờ u bàn tay chạy tới hạ bộ của Văn Tư Thuận và vẩy một cái. Võ thuật truyền thống Trung Quốc là thứ võ thuật để bảo vệ đất nước, mà muốn bảo vệ đất nước thì đương nhiên là phải giết người rồi. Phương pháp đơn giản để khống chế kẻ địch trong một chiêu gồm có chọc mắt, khóa họng, đánh vào hạ bộ, ba chiêu này là đơn giản nhất rồi. Cho dù là người bình thường, trong lúc đánh nhau mà thành công đánh trúng kẻ địch bằng bất cứ chiêu nào trong ba chiêu này, vậy thì ngay cả khi đối thủ mạnh hơn rất nhiều thì cũng sẽ ngã xuống đất và mất đi sức chiến đấu ngay lập tức. Nghĩ đơn giản quá rồi đấy. Văn Tư Thuận hừ lạnh một tiếng, chân trước nhấc lên, đập vào cánh tay của Tề Đẳng Nhàn. Sau khi ngăn chặn chiêu lưu mờ trưởng của hắn, bàn chân ngay lập tức đạp về phía trước. Đám đông nhìn thấy cảnh tượng này thì đều gật đầu lia lịa. Tên họ Tề cũng chỉ biết những chiêu thức hạ lưu này thôi,
nhưng đối với Thiếu Đà chủ Văn mà nói, những thứ này hoàn toàn chẳng có tác dụng gì cả. Ha ha ha, Thiếu Đà chủ Văn tuổi trẻ thành danh, kinh nghiệm dày dặn, hắn cho rằng mấy chiêu thức hạ lưu này có thể chiến thắng được ngài ấy à? Đùa cái gì đấy? Tôi thấy tên họ Tề này cũng chẳng có gì đặc biệt cả, có thể đánh bại bà Tống chẳng qua là do gặp may mắn mà thôi. Mọi người nhao nhao lên tiếng, cho rằng thủ đoạn đánh vào chỗ hiểm này của Tề Đẳng Nhàn là rất hèn hạ nên đều vô cùng khinh thường. Cánh tay phải của Tề Đẳng Nhàn bắn vào chỗ hiểm, cánh tay trái thì lại vung về phía sau mông, trong lúc tay phải đánh vào chỗ hiểm của anh ta, tay trái cũng đồng thời vỗ mạnh xuống mặt đất. Cái thảm và gạch nền đồng thời vỡ tan, vỡ thành một đống bụi bặm và bị hắn nắm lại ở trong lòng bàn tay. Đây chính là tuyệt chiêu của Dương Lộ Thiền, vị đại tông sư Thái Cực năm đó đã vô địch thiên hạ, tên là nắm cát ném lên mặt, tay trước đánh vào chỗ hiểm, tay sau nắm một nắm cát, nếu như đánh vào chỗ hiểm không thành thì sẽ giơ tay ném nắm cát vào mặt đối phương. Cho dù không kịp nắm cát thì cũng có thể mượn lực của cánh tay phía sau để chống xuống đất và dễ dàng rút lui. Cơ thể của Tề Đẳng Nhàn ngay lập tức bật lên khỏi mặt đất, tay sau vung lên, ngón tay xòe ra, một nắm cát bụi lớn bay thẳng về phía mặt của Văn Tư Thuận. Mặc dù Văn Tư Thuận kinh nghiệm dày dặn nhưng đã bao giờ nhìn thấy cách đánh như vậy đâu. Cát bụi ngay lập tức bắn vào trong mắt anh ta đau đến mức nước mắt chảy ròng ròng và liên tục ho khan. Tề Đẳng Nhàn đứng tấn, sống lưng gồng lên, ngẩng đầu lên trời, dồn sức vào nắm đấm bên tay phải, giơ tay lên và tung ra một nắm đấm. Rầm! Một tiếng vang đinh tai nhức óc. Một chưởng này không hề đánh bay được Văn Tư Thuận, thì ra là trong lúc bị bụi bặm che mắt, anh ta đã theo bản năng đặt hai tay lên chắn trước ngực và chặn lại được một chưởng này của Tề Đẳng Nhàn. Cú đánh bị chặn lại, Tề Đẳng Nhàn không hề bất ngờ, hắn ngay lập tức tiến về phía trước, bả vai huých lên một cái, ầm một tiếng khiến cho thế đỡ của Văn Tư Thuận phải tách ra. Văn Tư Thuận liên tục lùi về phía sau và cố gắng để mở mắt ra nhưng có làm thế nào thì trong hốc mắt cũng chỉ toàn là cát, cho dù mở được mắt ra thì cũng chỉ nhìn thấy được một mảng mơ mơ hồ hồ, nó khó chịu y như việc bị cận thị cả nghìn độ vậy. Mẹ kiếp! Tề Đẳng Nhàn khẽ quát lên một tiếng, cơ thể luồn đến trước ngực Văn Tư Thuận, hai tay tạo thành hình hoa sen và đánh lên phía trên. Rắc rắc! Hai bàn tay của hắn đánh thẳng vào cằm dưới của Văn Tư Thuận, đánh ra tiếng xương gãy giòn vang. Toàn bộ cơ thể của Văn Tư Thuận ngay lập tức bay khỏi mặt đất, hàm răng thoáng cái đã rụng ra không biết bao nhiêu cái răng, một chiêu lão viên quải ấn này đánh cho bộ não của anh ta không ngừng va chạm vào xương sọ, trong nháy mắt đã trở thành trạng thái chấn động não. Ngay sau đó, cơ thể của Tề Đẳng Nhàn cũng nhảy lên và xoay vòng, sau khi xoay người ở trên không, cú đá của hắn mạnh mẽ rơi trên lồng ngực của Văn Tư Thuận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cơ thể của Văn Tư Thuận bay ngược về phía sau giống như một viên đạn với tốc độ cực nhanh, thoáng một cái đã bay xa khoảng 7-8 mét và bẹp một tiếng đập vào bức tường. Sau khi đập vào bức tường, cơ thể của anh ta cũng không rơi xuống mà gắn chặt ở trên tường như một bức tranh vậy. Một màn này nói ra thì dài nhưng trên thực tế thì chỉ trong nháy mắt như một tia chớp mà thôi. Động tác của Tề Đẳng Nhàn quá nhanh và quá mạnh mẽ, từ nắm cắt ném lên mặt đến một chưởng và cú huých phá vỡ thế đỡ. Lại đến lão viên quải ấn đánh anh ta bay lên rồi đến cú đá vô cùng mạnh mẽ lúc cuối cùng chỉ đơn giản diễn ra trong vòng 2 giây mà thôi. Vừa rồi những người kia còn chưa nói xong thì cơ thể của Văn Tư Thuận đã bay trên trời rồi. Sau đó, mọi người không nói nên lời giống như con gà trống bị bóp cổ và trơ mắt nhìn Văn Tư Thuận bị bay ra phía xa. Trong cổ họng của mọi người không tự chủ được mà phát ra những âm thanh quái đản. Rõ ràng là bọn họ không thể tin được cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt này. Hai mắt của Từ An trợn to như chuông đồng, ông ta hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh dày đặc. Hai chân của Từ Dương cũng nhũn ra, trong lòng thậm chí còn bắt đầu xuất hiện một sự sợ hãi đối với Tề Đẳng Nhàn. Tống Chí Mai nhìn Văn Tư Thuận đang dính trên bức tường, thậm chí còn quên mất cảm giác đau đớn nhức nhối trong bụng mình. À, chuyện này... Có người lên tiếng, mắt chữ A mồm chữ O, không biết phải dùng từ gì để tổng kết chuyện này. Tề Đẳng Nhàn cười khẩy, phủi tay và nói với đám người Từ An, chỉ thế này thôi à. Cao thủ mà các người mời đến để đối phó với tôi chỉ có chút bản lĩnh này thôi à. Thiên tài thiếu niên, tông sư trẻ tuổi. Rác rưởi. Lời nói của Tề Đẳng Nhàn khiến cho gương mặt của hai cha con Từ An và Từ Dương nóng rát,
cảm giác khó chịu như vừa phải chịu cả trăm ngàn cái tát. Tôi muốn rời khỏi đây, còn ai định chặn tôi lại không? Tề Đẳng Nhàn cười khẩy và hỏi. Hắn nhìn khắp xung quanh, thế mà chẳng có lấy một ai dám nhìn thẳng vào hắn cả. Ban nãy khí chất của Văn Tư Thuận đáng sợ bao nhiêu thì bây giờ khí chất của hắn còn đáng sợ hơn Văn Tư Thuận những hơn 10 lần. Hiện trường chỉ còn lại những tiếng hít thở ớn lạnh, không một ai dám trả lời câu hỏi này của Tề Đẳng Nhàn, người nào mà dám đứng ra thì sẽ khó tránh khỏi việc trở thành Văn Tư Thuận tiếp theo. Bây giờ mẹ biết anh ta lợi hại đến mức nào chưa? Giọng nói của Lý Vân Uyển khẽ vang lên bên tai Tống Chí Mai. Kiều Thu Mộng vẫn luôn quan sát từ phía xa cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra một nụ cười, không biết vì sao, khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thể hiện bản thân, cô ta cũng cảm thấy rất vinh dự. Hừ, chẳng qua cậu đã dùng thủ đoạn hạ lưu để chiến thắng thiếu đà chủ mà thôi, đây là chiến thắng phi võ thuật. Đúng đấy, đúng thật là chỉ biết đánh lén, dùng những thủ đoạn hạ lưu, lại còn ném cát, đúng là vô liêm sỉ. Đúng là cái thứ không biết xấu hổ. Cậu phải xin lỗi thiếu đà chủ ngay lập tức bởi vì cậu đã dùng những thủ đoạn bỉ ổi. Không biết ai là người đầu tiên lên tiếng, sau đó lại có thêm vài người muốn nịnh bợ Văn Tư Thuận nhảy ra để nói đỡ. Tề Đẳng Nhàn cười khẩy một cái và nói, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Các người nói lắm lời vô ích như thế làm gì, nếu không hài lòng thì ra đây mà thử sức với tôi đi này. Đám người đó ngay lập tức ngậm miệng lại, Văn Tư Thuận đã bị đánh cho tơi bời rồi. Chỉ có kẻ ngu mới muốn thử sức với hắn thôi. Tống Chí Mai trầm giọng nói, Tề Đẳng Nhàn, cậu rất lợi hại, quả thực là tôi đã xem thường cậu. Thế nhưng thứ võ thuật này của cậu sẽ mãi mãi không thể nào có được sự công nhận của tôi. Chỉ cần ngày nào tôi còn sống thì cậu đừng có mơ đến việc bảo Vân Uyển ở bên cậu. Hai người chúng ta đã kết thù với nhau rồi. Lý Vân Uyển không nhịn được mà dậm chân nói, mẹ, mẹ nói vớ vẩn gì đấy. Lúc này, Từ An cũng lạnh lùng lên tiếng, Tề Tổng, khách sạn Ancianxia này là sản nghiệp của tôi đó. Cậu đã phá hoại chỗ này, làm hỏng bàn của tôi, đánh vỡ gạch của tôi. Số tiền này cậu không thể không đền. Từ An quả thật không phải là người dễ dàng chịu để yên, tuy rằng người ông ta mời đến là Văn Tư Thuận đã bị Tề Đẳng Nhàn đánh bại nhưng ông ta vẫn tìm được cơ hội để gây khó dễ cho Tề Đẳng Nhàn. Khách sạn Ancianxia là sản nghiệp của ông ta. Tề Đẳng Nhàn đánh nhau ở đây và phá hoại đồ đạc nên hắn phải đền tiền, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tống Chí Mai nghe thấy thế thì không khỏi thầm khen một tiếng trong lòng, Từ An quả nhiên không hổ là người từng trải, ông ta có rất nhiều cách để tìm lại thể diện đã bị vứt đi này. Nếu như Tề Đẳng Nhàn không chịu bồi thường thì Từ An sẽ có thể thuận lý thành chương mà làm khó hắn. Nếu như Tề Đẳng Nhàn chịu bồi thường thì chẳng khác nào chứng minh rằng hắn hèn nhát và sợ hãi Từ An. Nếu như thế thì dù Từ An có xử trí như thế nào thì cũng có thể lấy lại được một chút mặt mũi. Nếu tôi nói không thì sao? Tề Đẳng Nhàn như cười như không và hỏi. Nếu như cậu dám không đền, vậy thì xin lỗi, e rằng hôm nay cậu sẽ rất khó có thể bước ra khỏi cửa lớn của khách sạn chúng tôi. Từ An chậm rãi trả lời. Trong lúc ông ta nói chuyện, phía cửa ra vào xuất hiện rất nhiều người mặc đồ đen, trong tay mỗi người đều cầm theo vũ khí. Bên hông căng phồng, rõ ràng là còn có cả súng nữa. Với tính cách chẳng ngại đánh nhau của mình, đương nhiên Tề Đẳng Nhàn cũng không hề sợ hãi cái kiểu uy hiếp bằng côn đồ này của Từ An. Trong con mắt của hắn ta, cái đám thế lực hắc ám kia cũng chỉ như những con hổ giấy mà thôi. Thế nhưng hắn không ra tay ngay lập tức mà quay đầu nhìn liếc qua Lý Vân Uyển và cả Kiều Thu Mộng ở cách đó không xa. Từ An là loại người ngang ngược và dã tâm. Ông ta làm việc sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến thứ gọi là đạo đức, nhỡ đầu hắn ứng phó không kịp và khiến cho Kiều Thu Mộng hoặc Lý Vân Uyển bị thương thì thật là không đáng. Vậy nên, Tề Đẳng Nhàn cười ha ha và hỏi, thế thì giám đốc An muốn tôi đền bao nhiêu đây? Tôi cũng không phải loại người không nói lý lẽ, một giá thôi, 5 triệu. Từ An giơ một bàn tay ra và lạnh lùng nói. Lý Vân Uyển trực tiếp nổi điên ngay tại chỗ, cô ta tức giận nói, 5 triệu. Ông nói đùa đấy à? Một cái bàn dởm và một cái nền gạch mà đáng giá nhiều tiền thế cơ à? Từ An nhàn nhạt nói, cô không biết không có nghĩa là trên thế giới này không có. Cái bàn này của tôi là do bậc thầy làm ra, lúc mới mua đã tốn 10 triệu, nhưng dù sao cũng dùng lâu như vậy rồi, giảm cho cậu ta một nửa đã là tốt lắm rồi. Tiền gạch vỡ tôi còn chưa tính vào đâu. Sao nào, đã đủ hào phóng chưa?
Từ An chỉ đơn thuần là đang nói nhảm mà thôi, loại bàn phổ thông này sao có thể là do bậc thầy làm ra được chứ? Được thôi, cho dù là do bậc thầy làm ra, ngoại trừ đồ cổ ra thì làm gì có thứ gì đáng giá đến tận mức đó chứ? Tề Đẳng Nhàn giơ tay ra ngăn Lý Vân Uyển lại, nở nụ cười giả tạo và nói, giám đốc Từ nói không sai, chúng ta nhất định phải đền số tiền này. Còn nữa, nói không chừng cái bàn này là do bậc thầy làm ra thật thì sao? Lý Vân Uyển không khỏi ngẩn người, Tề Đẳng Nhàn làm sao thế? Tại sao lại nói đỡ cho Từ An? Tính cách của hắn đâu phải như thế này đâu. Từ An cũng không khỏi ngẩn người, ông ta không ngờ rằng Tề Đẳng Nhàn lại nhận thua nhanh như thế. Ha ha ha, sợ rồi, rõ ràng là cậu ta sợ rồi. Cái tên này cũng biết rằng nếu như hôm nay không móc 5 triệu ra thì sẽ không thể bước ra khỏi nơi này. Giám đốc Từ quả nhiên là người từng trải, uy vũ bá đạo, xử lý đám ngông cuồng này cũng có bài có bản. Khí thế bá vương của giám đốc Từ mà đã bộc phát thì dù là bất cứ ai cũng phải đầu hàng mà thôi, dù sao thì ông ấy cũng là giám đốc của chi nhánh Long Môn tại Đông Hải chúng ta mà. Đám đông quần chúng cũng cảm thấy rằng Tề Đẳng Nhàn đã bị thế trận mà Từ An bày ra dọa cho sợ hãi. Tề Đẳng Nhàn không có ý kiến đối với lý do thoái thác của bọn họ, hắn vẫn cười híp mắt như cũ, đưa tay lên và lấy ra quyển sổ chi phiếu ở trong ngực. Lý Vân Uyển vội vàng đi đến ngăn lại và nói, anh điên rồi à? Ông ta đòi anh 5 triệu cho cái bàn rởm đó mà anh cũng đồng ý à? Tề Đẳng Nhàn lấy bút ra, viết trên tờ chi phiếu, cười nói, chẳng thế thì sao? Chờ ông ta làm loạn rồi bắn chết tôi à? Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt mà. Tống Chí Mai ở bên cạnh nói, Lý Vân Uyển, nhìn đi, đây chính là tên hèn nhát mà con tìm về đấy. Lý Vân Uyển bị những lời này của Tống Chí Mai làm cho đỏ mặt tía tai, cô ta biết tính cách của Tề Đẳng Nhàn không phải như thế này, nhưng cũng không rõ tại sao Tề Đẳng Nhàn lại phải thỏa hiệp, không biết trong lòng hắn đang tính toán cái gì. Chẳng lẽ anh lo tôi và Mộng Mộng sẽ bị uy hiếp à? Lý Vân Uyển đột nhiên hiểu ra, cô ta hỏi. Không, tôi chỉ muốn ông ta nhận lấy 5 triệu này thôi. Khóe miệng của Tề Đẳng Nhàn đột nhiên nhếch lên một độ cong khiến cho Lý Vân Uyển cảm thấy vô cùng quen thuộc. Sau đó, Lý Vân Uyển có hơi sởn gai ốc, bình thường khi Tề Đẳng Nhàn bày ra loại biểu cảm này thì luôn có người sẽ gặp xui xẻo. Bây giờ cô ta hoàn toàn không cần đoán xem ai là người sẽ gặp xui xẻo nữa rồi, ngoại trừ Từ An ra thì còn có thể là ai khác chứ. Lý Vân Uyển hít vào một hơi thật sâu, sau đó không nói gì nữa, chuẩn bị xem tiếp theo đây Tề Đẳng Nhàn sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Tề Đẳng Nhàn nhanh chóng viết lên tờ chi phiếu con số 5 triệu, tiện tay xé tờ chi phiếu ra, cầm ở trong tay và nhàn nhạt nói, Từ Tổng, đây là tờ séc tiền mặt trị giá 5 triệu, ông có thể đến ngân hàng rút tiền bất cứ lúc nào. 5 triệu mà nói có là có, không hổ là đại diện cho đám người ngu ngốc nhiều tiền dám đầu tư vào tập đoàn Hướng Thị. Lần sau tôi cũng sẽ để cho cậu ta ném vỡ một vài thứ đồ của tôi, nói không chừng cũng có thể lừa lấy 5 triệu đó, ha ha. Đây không phải là kẻ ngốc nhiều tiền mà chỉ đơn giản là hèn nhát và sợ hãi mà thôi, giám đốc Từ đâu có dễ chọc vào. Lời nói của mọi người khiến cho Từ An cảm thấy thể diện của mình ít nhiều gì cũng đã cứu vãn lại được một chút, trong lòng không khỏi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Từ An đi đến trước mặt Tề Đẳng Nhàn, giơ tay ra và nhàn nhạt nói, được rồi. Đưa cho tôi đi rồi cậu sẽ có thể bình an vô sự mà bước ra khỏi đây. Tề Đẳng Nhàn tiện tay đưa chi phiếu cho Từ An kiểm tra cẩn thận, không có vấn đề gì, đúng thật là 5 triệu, có thể đi rút bất cứ lúc nào. Sau đó, ông ta gật đầu một cách hài lòng, dùng giọng điệu giáo huấn để nói, lần sau Tề Tổng phải chú ý hơn một chút nhé, đừng có chân tay lóng ngóng rồi phá hỏng đồ vật xung quanh, không phải ai cũng dễ nói chuyện giống như tôi đâu. Đồ vật trị giá 10 triệu mà chỉ bắt cậu bồi thường có 5 triệu. Từ Dương ở bên cạnh cũng có một cảm giác nở mày nở mặt, anh ta cười lớn và nói, ba tao nói đúng đấy, mày phải quý trọng cơ hội không dễ có được này, phải lấy đó làm gương. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói, các người nói đúng lắm, tôi ghi nhớ rồi. Có điều, tôi cũng phải nhắc nhở các người một câu. 5 triệu này của tôi không dễ lấy như thế đâu. Sau khi nói xong câu này, hắn nghiến răng nghiến lợi và nở một nụ cười trông có vẻ rất sán lạn. Mọi người nghe thấy những lời này của Tề Đẳng Nhàn thì đều bật cười với vẻ khinh thường, chẳng qua chỉ là đang tìm cho mình một cái cớ để cho bản thân một lối thoát mà thôi, nghe có vẻ hoàn toàn không có chút sức răn đe nào cả. Từ An đường đường là giám đốc của một chi nhánh Long Môn,
ông ta sẽ sợ chút lời uy hiếp này của Tề Đẳng Nhàn hay sao? Nghĩ thôi đã thấy buồn cười rồi. Thế à, tôi cảm thấy cũng ổn mà, dù sao thì Tề Tổng cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi. Từ An cười và trực tiếp nhét chi phiếu vào trong túi của mình. Tề Đẳng Nhàn cũng không nói nhiều, trực tiếp gọi đi một cuộc điện thoại, sau đó cười và nói, hôm nay lại có hạng mục huấn luyện mới đây. Ừ, các ngươi đến khách sạn Ancia một chuyến, chuẩn bị đầy đủ cả vũ khí cho tôi. Trong vòng nửa tiếng nữa bắt buộc phải đến nơi, người đến muộn sẽ phải bị trừng phạt. Mọi người thấy Tề Đẳng Nhàn gọi điện thoại thì đều không khỏi khinh thường, làm bộ làm tịch cho ai xem đấy. Gọi cho ai vậy có ích không? Tề Tổng gọi người à? Rất tốt, tôi cũng gọi. Nhìn xem Long Môn chúng tôi có nhiều hội viên hơn hay là thủ hạ của Tề Tổng đông hơn. Từ An cười cười, cầm lấy di động, gọi phân phó, mang tất cả người có thể huy động được đến khách sạn Ancia, có người muốn phá hoại. Tất cả mọi người cười rộ lên. Đây không phải là không biết lượng sức mình sao? Từ An người ta nắm trong tay chi nhánh Long Môn tỉnh Đông Hải nhiều năm như vậy, hội viên lên đến hàng chục triệu, Tề Đẳng Nhàn có thể gọi tới bao nhiêu người chứ? Nói khó nghe một chút thì là, Từ An bảo mỗi người nhổ một bãi nước miếng đã có thể dìm chết Tề Đẳng Nhàn rồi. Tề Đẳng Nhàn lười nói chuyện, 5 triệu cũng không phải dễ cầm như vậy, muốn cầm, vậy phải chuẩn bị chịu gãy tay rồi cầm. Qua, Tề Tổng đừng làm vậy, gọi người đến đánh nhau với Long Môn. Đầu óc anh có vấn đề à? Lý Vân Uyển thấp giọng nhắc nhở. Không sao, người tôi gọi tới không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối làm cho bọn họ không dám rong dài. Tề Đẳng Nhàn như cười như không cười nói, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Lý Vân Uyển hai cái, để cho cô ta yên tâm. Kiều Thu Mộng hơi lo lắng đề phòng, Tề Đẳng Nhàn rất lợi hại, cô ta đã biết điều đó. Nhưng mà nhìn điệu bộ này, hình như Tề Đẳng Nhàn thực sự gọi người đến chỗ Tử An. Cho dù hắn có bối cảnh, có gọi người tới, số người hắn gọi tới kia có thể so sánh với hội viên Long Môn sao? Tống Chí Mai liền cười lạnh, cũng tốt, để tôi nhìn xem cậu có bối cảnh gì, có thể gọi tới những người thế nào. Còn gọi người, quả thực buồn cười, so người cùng với đà chủ Long Môn. Lần đầu tiên gặp người não tàn như vậy, còn chưa bắt cậu ta chắp tay đưa ra 5 tỷ, bây giờ còn ở đây làm màu nữa. Để tôi xem. Cậu ta không bị từ đà chủ làm cho mặt sưng phù lên thì không xong mà, mọi người cứ việc đứng xem kịch vui. Ai cũng đều là nhao nhao cười nhạo, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn làm như vậy thật là không biết lượng sức mình, hoàn toàn tìm đường chết. Không lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng động cơ xe tải nổ vang, chỉ thấy trên 100 chiếc xe tải xếp thành hàng dài đến cửa khách sạn Ancia. Từng hội viên Long Tinh Hổ Mãnh của Long Môn từ trên xe nhảy xuống, trên mặt mỗi người đều đằng đằng sát khí. Mang theo bộ dạng được huấn luyện nghiêm chỉnh. Mọi người không chút nghi ngờ, nếu Tề Đẳng Nhàn dám để cho người của hắn đánh nhau ở đây với Tử An, kiểu gì cũng bị mấy người này bằm nhừ ra như thịt say. Người của tôi đến rồi, người của cậu đâu? Tử An nhìn Tề Đẳng Nhàn, thản nhiên hỏi. Nửa tiếng, đừng hốt, Tề Đẳng Nhàn giơ tay nhìn đồng hồ, lơ đễnh đáp. Lúc này, mọi người nghe thấy rầm một tiếng, quay đầu nhìn lại thì thấy Văn Tư Thuận ngã từ trên tường xuống. Văn Tư Thuận cũng bị té tỉnh, phun ra một ngụm máu, mở hai mắt ra, chỉ là bây giờ trông vô cùng yếu ớt, cả người mang đến một cảm giác buồn ngủ. Từ An chỉ quay đầu lạnh lùng nhìn anh ta, không nói gì, tên nhóc chỉ biết báo sư phụ này, gặp phải Tề Đẳng Nhàn mà còn không bằng cái rắm, năng lực không đâu vào đâu hại ông ta mất mặt. Cũng giống như câu nói người thắng làm vua, người thua làm giặc, sau khi Văn Tư Thuận bị Tề Đẳng Nhàn đánh cho thảm như vậy. Hào quang trên người anh ta biến mất không sót lại tí nào. Văn Tư Thuận rất không cam lòng nhưng anh ta không có biện pháp nào khác, hơn nữa anh ta còn cảm thấy nội tạng mình đang đau rát, vô cùng khó chịu, mỗi lần hô hấp đều đau như bị dao cắt. Anh ta biết, nội tạng của mình đã bị phá vỡ. Cũng may sinh mệnh của anh ta mãnh liệt, người bình thường mà bị cú này chắc chắn đã đột tử, sớm chầu ông bà rồi. Ngoài cửa là hàng trăm hàng ngàn thành viên của Long Môn. Một đám người mang theo khí thế hung hăng, lớn tiếng ầm ĩ. Ngay lúc này đây, 5 chiếc xe tải quân sự chạy tới. Từ trên xe nhảy xuống là từng chiến sĩ mang vũ trang kỹ càng đến tận răng chiến sĩ, mỗi chiếc mang tầm 20 người. Chỉ trong chốc lát, 120 chiến sĩ đã tập kết xong. Nhị đại đội trưởng dẫn đầu chuẩn bị đi vào khách sạn Ancia, kết quả lại thấy nhiều thành viên của Long Môn đứng chặn đường như vậy,
không nhịn được nhíu mày. Anh ta vung báng súng lên, trực tiếp hạ một tên to con chắn ở trước mặt mình, lạnh lùng nói, cản cái gì mà cản, chúng tôi chấp hành quân vụ, ai chặn đường giết không tha. Một thành viên của Long Môn tức giận, trợn mắt nhìn, mở miệng nói chuyện. Nhị đại đội trưởng vô cùng bá đạo, nâng họng súng nâng, chẳng coi tên đó ra gì, có cái gì muốn nói. Các chiến sĩ xung quanh cũng dùng khí thế hung hăng nâng súng lên, tiếng mở chốt an toàn cạch cạch liên tiếp vang lên khiến những hội viên Long Môn sởn gai ốc. Bấy giờ hội viên Long Môn cái gì cũng không dám nói, khi đối mặt họng súng, dũng khí gì cũng hóa bùn nhão cả. Cản đường gì chứ, tránh hết ra. Nhị đại đội trưởng gầm lên, dẫn toàn đội đi về phía trước. Trăm ngàn hội viên Long Môn chặn ở cửa lúc này nhao nhao nhường đường, chỉ cần có người dám chặn đường, lập tức bị hai báng súng đánh gục xuống đất, đập cho đầu rơi máu chảy. Những hội viên Long Môn này lập tức tản ra hai bên như thủy triều, cảnh tượng vô cùng ngoạn mục. Cái gì mà xã hội đen, cái gì mà thế lực bang phái, ở trước mặt quân đội đều là hổ nặn từ bùn mà thôi, không đáng nhắc tới. 120 người, ngạo nghễ hơn cả 1.000 người, cứ như vậy chỉnh tề đi vào trong khách sạn Ancia. Bọn họ vừa tiến vào, liền thu hút sự chú ý của mọi người tại hiện trường. À, từ đà chủ lắm tay mắt, lại có thể kéo người của sư đoàn 81 tới chấn giữ. Mẹ kiếp, từ khi nào mà từ đà chủ phát triển đến cấp quân sự vậy? Hung dữ như vậy, tên họ Tề còn dám tới đây gây ầm ĩ. Quả nhiên từ đà chủ che giấu rất giỏi. Mạng lưới quan hệ tầm cỡ như này cũng quá dọa người rồi, ai dám trêu chọc ông ta chính là muốn tìm đường chết. Mọi người đều nhận ra đây là đại đội tiên phong từ sư đoàn 81, ai nấy hít vào một hơi khí lạnh, vô cùng kinh ngạc, không biết Tử An đã phát triển loại quan hệ này từ khi nào. Tống Chí Mai cũng vô cùng khiếp sợ, không ngờ năng lực của Tử An lại lợi hại như vậy, ngay cả người trong quân đội cũng có thể kết giao. Tử An cũng không khỏi ngẩn người. Những người này hoàn toàn không phải do ông ta gọi tới, ông ta chỉ mới gọi hội viên dưới trướng mình mà thôi. Nhị đại đội trưởng trực tiếp dẫn người đến trước mặt Tề Đẳng Nhàn. Mọi người ai cũng ngóng trò vui. Tên ngốc này chết chắc rồi, dám so cùng từ đà chủ, ông ấy liền trực tiếp kéo quân đội tới, để tôi xem hắn chết thế nào. Đây chính là đại đội tiên phong của sư đoàn 81, toàn bộ đều là cao thủ lấy một chọi 10, sức chiến đấu vô cùng kinh người. Để tôi chống mắt lên xem sau này còn có ai dám khô tay múa chân trước mặt từ đà chủ, lần này giết một đe được trăm người, danh tiếng của từ đà chủ từ nay không ai sánh bằng. Tất cả mọi người đều cảm thấy đại đội tiên phong là do Từ An gọi tới đối phó Tề Đẳng Nhàn, ai nấy đều thấp giọng ghé tai, vui sướng khi thấy người khác gặp họa, cảm thấy Từ Đẳng Nhàn khó mà thoát nổi kiếp này. Đột nhiên nhị đại đội trưởng đứng thẳng trước mặt Tề Đẳng Nhàn, ưỡn ngực mình lên, lớn tiếng. Sư đoàn 81 đại đội tiên phong theo lệnh đến đây báo danh, đại đội tiên phong mang tới được 120 người, đã đến đủ 120 người, xin huấn luyện viên Tề chỉ thị. Những lời này của nhị đại đội trưởng không khác gì một quả bom nổ tung trong đầu mọi người có mặt ở đây, đầu ai nấy đều ong ong, mơ mơ màng màng, không thể hoàn hồn lại. Tề Đẳng Nhàn hơi nghiêm, giơ tay chào hỏi, trầm giọng ra lệnh, nghỉ. Vâng, nghỉ. Nhị đại đội trưởng hét lớn một tiếng. 120 chiến sĩ tinh anh lập tức bước ra, đồng loạt thực hiện động tác, gây rúng động một khoảng. Tất cả mọi người đều cho rằng đại đội tiên phong là Từ An gọi tới, không ai lại nghĩ tới bọn họ do Tề Đẳng Nhàn gọi tới. Nhìn thấy toàn bộ chiến sĩ của đại đội tiên phong đều đang nghe Tề Đẳng Nhàn chỉ huy, ra đầu ai nấy đều tê dại. Kẻ liều mạng này thực sự có thực lực, không phải đang phô trương thanh thế. Những người này đều là chiến sĩ chuyên nghiệp, thành viên Long Môn nào dám ngăn cản bọn họ chứ? Cơ mặt Từ An liên tục co giật, ông ta thật sự không ngờ sự tình lại phát triển đến mức này, cục diện đã không thể khống chế. Tống Chí Mai trợn mắt há hốc mồm, trong lòng bắt đầu hối hận, nếu sớm biết Tề Đẳng Nhàn có bối cảnh và thực lực như vậy, còn cần bà ta phải làm ra nhiều chuyện như vậy làm gì? Đại đội tiên phong nghe lệnh, Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói. Vâng. Tất cả chiến sĩ đứng nghiêm, động tác chỉnh tề, khiến cho người ta cảm thấy vui mắt. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh ra lệnh, tôi vô tình làm hỏng bàn của khách sạn này, phải đền 5 triệu mới được ra ngoài. Bây giờ, tôi đã ra lệnh cho tất cả mọi người đập vỡ nơi này. Đầu óc mọi người ong ong. Hóa ra Tề Đẳng Nhàn giao ra 5 triệu này không phải vì sợ Từ An, mà là muốn tìm một cái cớ động thủ.
Đúng là có tiền tùy hứng, không hổ là ông chủ lớn đầu tư 50 tỷ vàng vào tập đoàn Hướng Thị, tiêu 5 triệu để đập nát khách sạn người ta cũng là bình thường. Rõ, các chiến sĩ lớn tiếng đáp lại. Đừng làm người khác bị thương, Tề Đẳng Nhàn lại tùy ý bổ sung một câu. Nhị đại đội trưởng gật đầu, mọi người vào vị trí. Tề Đẳng Nhàn bỗng nói, nhị đại đội trưởng, khẩu pháo ý của tôi đâu? Nhị đại đội trưởng nghe nói như vậy không khỏi ngẩn người, một lát sau, có chút nghẹn khuất nói, huấn luyện viên, sư đoàn chúng ta không có pháo ý. Hơn nữa, đập một cái khách sạn mà thôi, dùng pháo cũng hơi quá. Tề Đẳng Nhàn ho khan một tiếng, cười cười, không có gì, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi. Chấm chấm chấm, nhị đại đội trưởng cạn lời, huấn luyện viên, trong lời thoại là nhị tiểu đoàn trưởng. Không có gì, dù sao cũng là nhị. Tề Đẳng Nhàn khoát tay, đập đi. Các chiến sĩ hô một tiếng, đồng loạt lấy ra quân côn, xẻng công binh các loại, từ trong hàng tản ra bốn phía, sau đó bắt đầu đập phá sân khách sạn. Thành viên Long Môn ở bên ngoài nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm cái. Trong bọn họ có người mang theo súng tới, nhưng lúc này ai dám móc ra chứ? Sắc mặt Từ An đen như cho dưới đáy nồi, liên tục hít khí lạnh, trấn an bản thân, Tề Tổng, 5 triệu này tôi trả cho cậu. Cần gì phải huy động cả đại đội can thiệp. Đừng, ông cứ giữ lại đi, khách sạn này tôi quyết phải đập. Còn nữa, tôi nói ông nghe một câu, tôi đập xong nhớ trang hoàng lại thật tốt, trang hoàng xong tôi lại đập tiếp. Sau khi tôi đập qua hai lần, câu chuyện 5 triệu này của chúng ta coi như xong. Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại, cười như không cười nói với Từ An. Trước mắt Từ An tối sầm lại, suýt chút nữa tức giận đến ngất, trang hoàng khách sạn này. Không có hơn 10 triệu làm sao mà làm được. Tề Đẳng Nhàn đập một trận, chi phiếu 5 triệu trong tay ông ta hoàn toàn không đỡ lại được tổn thất, vậy mà Tề Đẳng Nhàn còn muốn đập thêm lần nữa. Ầm, 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 rầm, rầm, rầm. Đám chiến sĩ đặc chủng này không hề nhẹ tay, thiên chức của bọn họ chính là tuân theo mệnh lệnh, Tề Đẳng Nhàn là cấp trên của họ, mệnh lệnh đã ban xuống thì phải nghe theo thôi. Hơn nữa, ai cũng có dục vọng phá hoại. Khách sạn quý giá như vậy, lúc đập cũng mang đến cho bọn họ một loại khoái cảm không hề nhỏ. Gần đây các chiến sĩ bị Tề Đẳng Nhàn cho tập luyện vô cùng tàn nhẫn, hôm nay đám người mệt mỏi này có được cơ hội phát tiết, ra tay không chút nể mặt. Người của Từ đà chủ không phải rất nhiều sao, gọi lên thử xem, Tề Đẳng Nhàn giết người chưa đủ, còn phải bổ đao. Từ An tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, trực tiếp phun ra một ngụm máu từ cổ họng ra. Cảm thấy đối phương thật sự là quá đáng giận. Từ Dương nhìn thôi đã lạnh run, thành viên của Long Môn có gọi thêm nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì chứ? Dù có dựa vào số lượng để đàn áp những chiến sĩ này đi nữa, thì sau lưng bọn họ vẫn còn có một sư đoàn 81, Long Môn sao có thể chống lại được cả sư đoàn? Từ An không khỏi nghiến răng nghiến lợi, Từ Đẳng Nhàn, cậu đừng có cản rỡ. Cậu có biết hậu quả là gì không? Tề Đẳng Nhàn nhún vai, ông kiện tôi đi. Xem có thể kiện hay không. Hắn căn bản chẳng sợ gì, Từ An lấy từ hắn 5 triệu, hắn mang đại đội tiên phong đến phá cũng là hợp tình hợp lý. Cho dù là có kiện lên đế đô thì hắn cũng có thể đứng vững, còn sợ Từ An uy hiếp à. Hiện tại trong lòng Từ An vô cùng hối hận, sớm biết đã không vì chút mặt mũi này mà mở miệng đòi 5 triệu, hiện tại bị chính bản thân đưa lên cưỡi hổ. Mặt mũi của ông ta mất sạch sẽ, mất triệt để, không thể nào cứu được nữa. Từ An nhìn chiếc đèn chùm đỉnh mà mình bỏ ra hơn mấy triệu đô mới mua được bị một chiến sĩ đập vỡ, trước mắt tối sầm, hô hấp trở nên vô cùng dồn dập. Đám khách ở hiện trường cũng lặng ngắt như tờ, bên tai chỉ có thanh âm đập phá. 10 phút sau, toàn bộ khách sạn đã bị đập đến hỗn độn không chịu nổi, ngay cả tường cũng không còn khối nào nguyên vẹn. Báo cáo, nhiệm vụ đã hoàn thành, xin chỉ thị. Nhị đại đội trưởng chạy tới, nói ở trước mặt Tề Đẳng Nhàn. Được rồi, nếu đã hoàn thành nhiệm vụ thì cho đội về đi. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói. Nhị đại đội trưởng gật đầu, lập tức hạ lệnh tập hợp, sau khi tập hợp các chiến sĩ xong, Diễu Võ Dương Oai rời khỏi khách sạn. Bên ngoài vẫn còn hơn 1.000 thành viên Long Môn đang đứng, thậm chí còn có người mang theo vũ khí, nhưng có ai dám ra tay. Tề Tổng cũng quá đỉnh rồi, còn đem theo đại đội tiên phong của sư đoàn 81 kéo tới đây, lần này Từ An dọn mệt chết. Trong lòng Lý Vân Uyển cảm thấy có chút buồn cười, cũng cảm thấy thương cảm thay cho Từ An.
Từ An đường đường là người đứng đầu Long Môn ở Đông Hải, lại bị Tề Đẳng Nhàn làm mất mặt như vậy. Tề Đẳng Nhàn nhìn Từ An, lạnh lùng nói, nhớ cho kỹ, trang hoàng khách sạn lại một lần, đừng hòng làm cho có lệ. Nếu không, tôi sẽ khiến khách sạn này của ông cả đời này không mở cửa được nữa. Từ An tức giận đến mức lỗ mũi bốc khói, tòa nhà này được ông ta thuê giá cao từ chính quyền thành phố Trung Hải, ông ta cũng không dám vi phạm hợp đồng mà trả lại. Thế nhưng nếu khai trương lại bị đập thêm một lần nữa, như thể ném cả mặt ông ta xuống bùn. Nhưng nếu không mở, tiền thuê mỗi năm cao như vậy, áp lực của ông ta cũng không nhỏ. Thật sự vô cùng khó xử, cưỡi hổ khó xuống, sớm đã biết như thế đã không cần 5 triệu kia rồi. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói với mọi người, tiền của tôi, không dễ lấy đâu. Mọi người hơi ngẩn người. Hắn nói những lời này, một mũi tên hai mục đích. Có phải cũng đang ám chỉ về chuyện liên minh thương nghiệp Từ thị muốn nuốt chừng 100 tỷ vàng của hắn không dễ dàng như vậy? Từ đà chủ lần sau thu tiền nhớ nhìn cho kỹ một chút, không nên bị tiền tài mê hoặc hai mắt. Tề Đẳng Nhàn nói. Học. Cuối cùng Từ An vẫn là nhìn không được phun ra một ngụm máu, ngửa mặt ngã xuống đất. Từ Dương ở bên cạnh lạnh run, không dám lên tiếng. Tề Đẳng Nhàn nói, đi thôi, thật nhàm chán. Lúc này, Tề Đẳng muốn đi cũng không ai có thể ngăn cản được hắn, mà cũng chẳng có ai dám đi ngăn hắn. Trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua Văn Tư Thuận, hờ hững nói, thức thời thì nhanh chóng về Ma Đô đi, đừng tác oai tác quái trước mặt tôi, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Nếu hắn nói như vậy cách đây không lâu, có lẽ sẽ khiến cho cả phố cười to. Nhưng lúc này mang theo một loại uy hiếp kinh người. Không còn ai cảm thấy Tề Đẳng Nhàn không biết tự lượng sức mình. Tề Tổng. Tôi đưa mẹ tôi đến bệnh viện trước, Lý Vân Uyển thấp giọng nói với Tề Đẳng Nhàn. Em đi đi, tôi đã nhẹ tay, bà ấy không bị thương nặng đâu. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói. Việc này hắn có thể lý giải, dù sao đó cũng là mẹ của Lý Vân Uyển. Hơn nữa, thái độ của Lý Vân Uyển vừa rồi vô cùng rõ ràng, hiểu rõ thực lực bên mình như thế nào, điều này làm cho hắn vô cùng hài lòng. Lý Vân Uyển đỡ Tống Chí Mai rời khỏi khách sạn Anxiansia. Hôm nay Tống Chí Mai vô cùng chật vật, thậm chí còn trở thành trò cười. Cậu ta lợi hại như vậy, sao không nói sớm với mẹ? Tống Chí Mai ngồi ở trên xe, tức giận hỏi. Con đã nói từ lâu mà mẹ không tin. Lý Vân Uyển sửng sốt, chớp chớp mắt, kỳ quái nói. Cơn giận của Tống Chí Mai thoáng cái đã bị những lời này dập tắt, trong lòng chỉ cảm thấy nghèn nghẹn, sớm biết Tề Đẳng Nhàn châu bò như vậy, thì còn đi tìm Dương Viễn Sơn làm gì? Còn thương lượng với Văn Tư Thuận nữa chứ. Hiện tại nghĩ lại toàn bộ quá trình không khác gì cởi quần đánh rắm, cuối cùng còn tự rước lấy nhục, đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Một lát sau, Tống Chí Mai mới hít sâu một hơi, nói, cho dù hiện tại cậu ta rất lợi hại, nhưng không bao lâu nữa sẽ sớm thất bại thảm hại, trắng tay mà thôi. Lý Vân Uyển ngẩn người, mẹ nói cái gì vậy? Tống Chí Mai cười lạnh, con thật sự cho rằng tập đoàn Hướng thì có thể đánh bại liên minh thương nghiệp Từ thị à? Lý Vân Uyển trầm mặc một lát mới nói, tới bây giờ cũng không cần giữ bí mật nữa, con nói mẹ nghe cũng không phải không được. Tống Chí Mai nghi hoặc, cái gì? Lý Vân Uyển cười nói, mẹ cho rằng tập đoàn Hướng thị chỉ có 10 tỷ vàng thôi sao? Lời này của con có ý gì? Tống Chí Mai khiếp sợ. Số tiền mà hắn đưa cho tập đoàn Hướng thị thực tế là 50 tỷ vàng. Lý Vân Uyển chậm rãi nói. Tống Chí Mai gần như rớt cằm xuống ghế ngồi, vô cùng khiếp sợ, làm sao có thể, 50 tỷ vàng. Cậu ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Lý Vân Uyển nói, lấy đâu ra mẹ không cần biết, nhưng đúng là có 50 tỷ vàng. Tống Chí Mai ngạc nhiên, nói cách khác thì là, Hướng Đông Tinh tuyên bố với bên ngoài rằng tập đoàn Hướng thì có 50 tỷ vàng, không phải là ra vẻ. Lý Vân Uyển gật đầu, đương nhiên rồi. Chờ tới khi Từ Ngạo Tuyết đã phục hồi tinh thần mọi người sẽ dần dần thấy rõ việc này. Tống Chí Mai nghe xong những lời này của Lý Vân Uyển, trong lòng càng thêm hối hận, Tề Đẳng Nhàn vậy mà lại đưa ra những 50 tỷ vàng ủng hộ tập đoàn Hướng Thị. Nếu bà ta không phản đối hắn và Lý Vân Uyển ở cùng nhau, không phải hắn sớm đã trở thành trợ thủ đắc lực nhất của bà ta rồi sao? Vì thế mà sắc mặt của bà ta hết đỏ lại chuyển sang trắng. Trông cực kỳ đặc sắc. Vân Uyển, Tống Chí Mai ho khan gọi. Con biết mẹ muốn nói cái gì, chờ lát nữa con sẽ thử thương lượng với hắn xem sao. Nhưng mà có được đáp ứng hay không thì con chưa chắc.
Lý Vân Uyển nói. Tống Chí Mai nhíu mày, trầm giọng nói, nếu con đã xác định muốn ở cùng cậu ta thì phải nghĩ biện pháp khống chế cậu ta lại, giống như trước khi mẹ nắm bố con trong tay, chuyện lớn phải để cho con giải quyết mới được. Lý Vân Uyển trực tiếp im lặng, một lát sau mới thở dài nói, cho nên bây giờ mẹ với bố mới xảy ra tình huống như thế này. Tống Chí Mai nhất thời lúng túng, hai người họ đã sớm ly hôn. Lý Vân Uyển vỗ vỗ tay lái, bất đắc dĩ nói, huống gì hắn cũng không phải loại người để người khác dễ dàng khống chế, mẹ cũng thấy tính tình của hắn như nào rồi đó, ai có thể khống chế được hắn chứ? Hơn nữa, tên này còn ham mê nữ sắc, hại con đau đầu muốn chết. Nếu không phải do đánh không lại, con đã sớm đấm nát cái đầu chó của hắn rồi. Trong lúc nói chuyện, Lý Vân Uyển còn phẫn nộ giơ nắm đấm vung hai cái. Xem ra chuyện hôm nay Tề Đẳng Nhàn khiêu vũ cùng Kiều Thu Mộng đã kích thích cô ta. Tống Chí Mai cười khổ, hôm nay coi như bà ta triệt để hiểu biết về sự lợi hại của Tề Đẳng Nhàn, cũng biết những lời Lý Vân Uyển nói hoàn toàn không hề phóng đại. Lý Vân Uyển có thể không so đo những hành động của Tống Chí Mai, bởi vì dù sao bà cũng là mẹ của cô ta, nhưng Tề Đẳng Nhàn không thể coi như không có gì xảy ra được. Mẹ phải mau chóng về Thượng Hải, Văn Tư Thuận ở Trung Hải chịu thiệt thòi lớn như vậy, bố cậu ta chắc chắn không thể nào ngồi yên. Với năng lực của Tề Đẳng Nhàn, bố cậu ta có đến cũng bị giết thôi. Đến lúc đó, mẹ có thể mượn thời cơ lên nắm quyền. Tống Chí Mai bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, không khỏi trầm giọng nói. Lý Vân Uyển nhíu mày thở dài, mẹ ơi, mẹ bớt lợi dụng thời cơ lại đi. Con cảm thấy, cả đời này của mẹ cũng quang vinh lắm rồi, không cần phải theo đuổi những thứ mù mịt vô nghĩa kia. Tống Chí Mai nói, sao lại mù mịt vô nghĩa? Con có biết quyền lực của phân đà Long Môn ở Thượng Hải lớn cỡ nào không? Đây chính là vị trí vinh quang nhất, mẹ nhất định phải tranh thủ. Lý Vân Uyển cảm thấy hai người bất đồng quan điểm, nếu tiếp tục nói thì thật giống như Khổng Tử đi khắp nơi làm quan, mà người trong thôn khinh thường chuyện phải khom lưng vì quyền lực, suy nghĩ của hai người hoàn toàn trái ngược. Tề Đẳng Nhàn rời khỏi đại khách sạn Anxiansia, gửi tin nhắn cho Kiều Thu Mộng, hẹn địa điểm gặp mặt. Kiều Thu Mộng không từ chối, thậm chí còn nhanh chóng thay một bộ quần áo tới tìm hắn. Tôi còn tưởng phải đợi em thêm nửa tiếng. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy Kiều Thu Mộng chạy tới, không khỏi cười ha hả nói. Nào dám để Tề Tổng chờ lâu. Kiều Thu Mộng đáp. Tề Đẳng Nhàn, chắc bữa tiệc hồi nãy cô chưa ăn no đâu nhỉ. Tôi cũng vậy, chúng ta cùng đi ăn lẩu nhé. Kiều Thu Mộng cảm thấy đề nghị này không tồi, chỉ là quần áo cô ta vừa mới thay, dính mùi lẩu thì có chút không thoải mái. Lắc đầu, tôi muốn ăn đồ thanh đạm một chút. Vậy thì đi ăn đồ của nước Kiệt Bành nhé, tôi thích ăn sashimi. Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ một chút rồi đề nghị. Cái này được đó, Kiều Thu Mộng mỉm cười đáp ứng. Tề Đẳng Nhàn chọn một cửa hàng chế biến đồ ăn của nước Kiệt Bành được đánh giá cao, chỉ riêng mức tiêu thụ bình quân đầu người ở đây cũng đủ để dọa người, đều từ 3.000 tệ trở lên. Mà Tề Đẳng Nhàn chính là loại người không thiếu tiền. Rất nhanh. Một bàn đầy đồ ăn đã được bưng lên. Tề Đẳng Nhàn cắm đầu ăn, Kiều Thu Mộng thì ăn chậm nhau kỹ, phong cách ăn uống của hai người khác nhau hoàn toàn. Em đã từng suy nghĩ sau này chúng ta ở chung sẽ như thế nào chưa? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Tạm thời chưa nghĩ tới, mà không phải bây giờ anh ở cùng Vân Uyển rất tốt đó sao? Kiều Thu Mộng tự điều chỉnh tâm trạng của mình, không chút kiêng dè nói. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người. Cũng không nghĩ tới cô ta lại dám đối diện với loại chuyện này, khiến hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Kiều Thu Mộng nhấp môi uống một ngụm rượu sake, nghiêm túc nói với Tề Đẳng Nhàn, cuối cùng tôi đã hạ quyết tâm trở thành loại người mà tôi muốn. Sau này sẽ có một ngày, tôi có thể chân chính đứng trước mặt anh. Sau đó, chúng ta nghiêm túc nhìn nhau. Nếu những rung động đó vẫn còn tồn tại trong tim, tôi tin rằng Chúa sẽ đưa ra một câu trả lời thỏa đáng. Vào giờ khắc này, Kiều Thu Mộng thong thả ung dung. Tề Đẳng Nhàn có thể hiểu được tâm lý này của Kiều Thu Mộng. Có lẽ là muốn chứng minh sự trong sạch trong lòng mình. Điều này trong mắt Tề Đẳng Nhàn có hơi giống ra vẻ, nhưng cô ta cũng chỉ là một cô gái rụt rè mà thôi, thế nên hắn cũng có thể hiểu được. Kiều Thu Mộng mơ ước muốn trưởng thành, để cho bản thân đủ ưu tú, sau đó có thể nói chuyện bình đẳng với Tề Đẳng Nhàn, rồi lại thương lượng chuyện của hai người họ sau. Ngày trước không hiểu rõ về Tề Đẳng Nhàn, mặc dù cô ta không buông lời châm chọc khiêu khích, nhưng cũng bộc lộ rõ sự không tin tưởng đối với hắn. Hiện tại,
Thanh danh Tề Đẳng Nhàn dần vang khắp tỉnh Đông Hải, cô ta lại lao vào vòng tay hắn, chuyện gì vậy chứ? Trên đỉnh cao sẽ có được sự ủng hộ dối trá, chỉ lúc ở đáy cốc mới có được sự thành kính thật sự. Kiều Thu Mộng rất rõ rằng hiện tại cô ta không thể cạnh tranh lại Lý Vân Uyển, dù sao thì đối phương mới là người ở bên cạnh Tề Đẳng Nhàn ngay từ lúc hắn không có gì. Giấc mơ của cô cũng không dễ thực hiện đâu, dù gì trên đời này cũng không có mấy Ngọc Tiểu Long. Tề Đẳng Nhàn bưng chén rượu, uống một ngụm, cười bất đắc dĩ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm đến nơi đến chốn, tôi tin rằng nỗ lực của mình sẽ được đền đáp. Kiều Thu Mộng rất quyết tâm nói, hơn nữa, tôi cũng đã trưởng thành thêm không ít. Tề Đẳng Nhàn buông tay, vẻ bất đắc dĩ trên mặt vô cùng rõ ràng, vậy nếu cô không thể làm theo ý mình, sau đó vĩnh viễn tránh mặt tôi luôn à? Kiều Thu Mộng cười, đáp thời gian sẽ đưa ra câu trả lời, dù tốt hay xấu, ít nhất hãy để tôi cố gắng đã rồi nói. Tề Đẳng Nhàn bĩu môi, cô có thể làm được sao? Kiều Thu Mộng chề môi nói, tùy anh đánh giá như thế nào vậy? Tề Đẳng Nhàn nở nụ cười, đùa chút để xem tâm lý của cô như nào thôi, chúc cô thành công nhé. Kiều Thu Mộng cùng chạm vào chén rượu của hắn, thấp giọng nói, cũng chúc anh thành công, tôi sẽ lặng lẽ nhìn theo anh. Áp lực cũng không nhỏ nhỉ, Tề Đẳng Nhàn uống một hơi cạn sạch, thở ra một cỗ toàn mùi rượu, cảm thấy vô cùng thoải mái. Kiều Thu Mộng khẽ liếc mặt một cái, phải cẩn thận nha. Tề Đẳng Nhàn biết cô ta đang nói về chuyện gì, liền gật đầu, chuyện này không cần người khác nhắc nhở hắn cũng sẽ tự cẩn thận, huống chi gần đây hắn luôn không ngừng duy trì trạng thái thân thể, mỗi ngày đều đạt được trình độ đỉnh cao. Muốn giết hắn cũng không phải là chuyện dễ, dù sao hắn cũng là đứa trẻ lớn lên trong vòng tay của bao nhiêu kẻ ác của nhà tù U Đô. Hai người không nói về những chuyện này nữa, đổi sang trò chuyện một vài đề tài thoải mái khác, nói cười cười, uống thêm chút rượu nhẹ, có ý có vị. Tuy chỉ là rượu sake 30 độ, nhưng cả hai đều uống không ít, đến mức choáng váng mới đứng lên. Uống đến nửa đêm, Tề Đẳng Nhàn ra ngoài làm người tốt, thanh toán hết 10.000 tệ. Hắn bắt taxi đưa Kiều Thu Mộng về nhà. Kiều Quốc Đào chờ con gái về, nhìn thấy thế thì trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, cười nói thật sự là vất vả cho cháu rồi. Tề Đẳng Nhàn nói, không cần khách khí, bọn con nói chuyện vui quá, còn uống thêm một chút rượu nên mới trễ như này, lại làm cho chú Kiều phải lo lắng rồi. Kiều Quốc Đào, không có chuyện gì, Thu Mộng ở cùng một chỗ với cháu khiến chú rất yên tâm. Kiều Thu Mộng ngáp một cái, miệng phun ra đầy mùi rượu, phất tay về phía Tề Đẳng Nhàn nói, được rồi, tôi về nhà rồi, anh cũng trở về nghỉ ngơi đi, rảnh rỗi lại hẹn ăn cơm. Tề Đẳng Nhàn gật đầu. Sau đó xoay người lên xe rời đi. Hai đứa, Kiều Quốc Đào nhìn đèn hậu của xe, nhíu mày nhìn về phía con gái. Bọn con chỉ ăn cơm, uống rượu, rồi nói chuyện phiếm thôi. Kiều Thu Mộng mỉm cười, thành thật nói. Kiều Quốc Đào thở dài, nói chuyện sau này thương lượng ra sao rồi. Kiều Thu Mộng liền nói, chuyện sau này thì để sau này nói. Bố, 4 giờ sáng mai nhớ gọi con dậy. Kiều Quốc Đào nghe xong thì cười khổ. Lắc đầu nói, con định 4 giờ sáng mỗi ngày đều chạy đi luyện công với tên Sở Vô Đạo kia thật sao? Kiều Thu Mộng ừ một tiếng, đăm chiêu, nền tảng và thiên phú của con đều không bằng Ngọc Tiểu Long, nhưng con có thể lấy sự cần cù để bù đắp. 4 giờ sáng ở Los Angeles, Hoa Kỳ, đã truyền cảm hứng tới vô số người. Con nghĩ, 4 giờ sáng ở thành phố Trung Hải, nhất định cũng sẽ có một cảnh tượng khác. Con sẽ thấy được cảnh tượng không phải ai cũng có thể thấy. Kiều Quốc Đào trần trừ nói, như vậy có phải quá vất vả rồi không? Thật ra, chỉ cần con làm kinh doanh thật tốt là được. Kiều Thu Mộng cười một tiếng, lắc đầu, sao con có thể giỏi kinh doanh bằng hướng Đông Tinh được? Kiều Quốc Đào ngạc nhiên, ông rất hiếm khi nghe được những lời than thở như vậy từ miệng Kiều Thu Mộng, quả nhiên sau lần khôi phục trí nhớ này, đã làm cho tâm tính của Kiều Thu Mộng hoàn toàn thay đổi. Nói đến hướng Đông Tinh, Kiều Quốc Đào cũng không thể không khâm phục. Cha mẹ mất hết do gặp phải chuyện ngoài ý muốn, họ hàng thân thích cũng gặp họa mà bị tàn tật. Khi đó chẳng qua con bé cũng chỉ là một sinh viên đại học mà thôi, vậy mà dám dứt khoát bỏ học, trực tiếp gánh vác toàn bộ tập đoàn Hướng Thị lên vai, càng ngày càng lớn mạnh, khiến ai nấy đều phục sát đất. Cẩn thận ngẫm lại, nếu nói đến thiên phú làm ăn thì đúng là Kiều Thu Mộng không so sánh được với Hướng Đông Tinh. Giờ luyện võ có hơi muộn, Kiều Quốc Đào nhíu mày. Con cũng không chỉ luyện mỗi võ công,
con sẽ học thêm rất nhiều thứ. Anh ta có thể dạy những thứ khác nữa. Kiều Thu Mộng nhìn khuôn mặt tang thương của bố, nghiêm túc nói. Không kể là vì nhà họ Kiều sau này, hay là vì tương lai của chính bản thân, con đều phải cố gắng. Mệt mỏi hay khổ cực đều không sao cả, con chỉ muốn nhiều năm sau, quay đầu nhìn lại không phải nói hối hận. Lời nói chân thành này của Kiều Thu Mộng đã đả động tới Kiều Quốc Đào, ông nhìn con gái mình thật kỹ, cười nói, được, con làm bố tin tưởng rồi, sau này con có làm gì bố cũng sẽ ủng hộ hết mình. Còn bên phía mẹ, Kiều Thu Mộng bất đắc dĩ nói. Bóng dáng Bàng Tú Vân từ phía sau cánh cửa đi ra, bà khẽ thở dài, mẹ cũng ủng hộ con. Kiều Thu Mộng hoảng sợ, cô ta không nghĩ tới mẹ mình lại đang nghe lén. Chuyện lúc trước cũng do mẹ, nếu như không phải vì mắt mẹ không tốt coi thường cậu ta, mọi chuyện cũng sẽ không đến nông nỗi như thế nào. Bàng Tú Vân vô cùng ảo não. Cho nên, sau này con có làm gì thì mẹ cũng sẽ ủng hộ con. 4 giờ sáng ngày mai, bố mẹ sẽ gọi con dậy. Kiều Thu Mộng hít sâu một hơi, sau đó nở ra nụ cười sáng lạn, cảm ơn mẹ. Bàng Tú Vân đưa tay xoa đầu Kiều Thu Mộng, ai bảo mẹ là mẹ con chứ? Lần sau không được uống nhiều rượu như vậy, tổn hại cơ thể. Tên tề đảng nhà này cũng thật là, không biết khuyên con uống ít ít lại à? Kiều Thu Mộng cười ha ha, đi trở về phòng mình nghỉ ngơi. Kiều Quốc Đào thấy Bàng Tú Vân than ngắn thở dài liền nói, thở dài cái gì, tuy mất đi một người con rể tốt nhưng con gái mình ngày càng trưởng thành. Bàng Tú Vân mím môi không nói lời nào. Trong lòng vẫn tự trách. Tề Đẳng Nhàn hoàn toàn không biết gì về những việc mà Kiều Thu Mộng muốn làm, nếu để cho hắn biết Sở Vô Đạo lén lút gạt mình để làm ra những chuyện này, kiểu gì anh ta cũng bị hắn chặt đứt chân chó. Hắn xuống xe ở giữa đỉnh Vân Đỉnh Sơn, sau đó đi bộ về phía biệt thự của mình, điệu bộ chậm rãi thong thả, thoạt nhìn ung dung vô cùng, không có chút phòng bị nào. Nhưng những người đang âm thầm quan sát hắn, lại không có ai dám tùy tiện ra tay. Tề Đẳng Nhàn mở cửa vào nhà, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Lý Vân Huyền tựa vào sofa chơi điện thoại di động, nghe được tiếng động, liền dương mắt nhìn hắn một cái, tôi còn tưởng hôm nay anh không về. Tề Đẳng Nhàn đáp, không về tôi ngủ gầm cầu hả? Lý Vân Huyền không cười nói, không phải anh đi ôn kỷ niệm với tình cũ à, còn trở về làm gì? Tề Đẳng Nhàn vừa nhìn liền biết đây là giọng điệu ghen tuông, vào lúc này tốt nhất là không tiếp lời. Yên lặng nghe cô ta lải nhải. Quả nhiên, Lý Vân Huyền nói không ngớt như súng đại bác, còn Tề Đẳng Nhàn nghe không lọt lấy một chữ. Nhìn thấy dáng vẻ heo chết không sợ nước sôi của Tề Đẳng Nhàn, Lý Vân Huyền vừa tức vừa buồn cười, tên này thật đúng là khó đối phó quá đi mất. Cảm giác khiêu vũ với vợ cũ thế nào? Lý Vân Huyền khẽ nắm lấy lỗ tai Tề Đẳng Nhàn, nhẹ giọng hỏi. Không tệ, dù sao cũng hóa giải hiềm khích trước đó rồi mà. Tề Đẳng Nhàn thành thật trả lời. Lý Vân Huyền nhất thời tức giận, đấm đá tứ tung. Tề Đẳng Nhàn nói, hôm nay em đã nói gì, đừng có quên. Lý Vân Huyền nhe răng cười, cắn răng nói thì nói, nhưng cũng không cản được tôi đánh anh một trận đâu. Tề Đẳng Nhàn là cao thủ kim trung cháo, đương nhiên không sợ mấy cú đánh này, cho dù có đánh gãy răng đi nữa cũng chẳng hề hấn gì. Một trong 72 tuyệt kỹ võ thiếu lâm. Dùng vải thô quấn cục thành quả chùy rồi đánh vào thân mình mọi bộ vị, lúc đầu thấy đau sau dần không thấy đau thì thay bằng chùy gỗ, rồi chùy đồng. Nghỉ ngơi sớm một chút, 5 giờ sáng mai em phải rời giường đi luyện công với tôi đấy. Tề Đẳng Nhàn nhắc nhở. Lý Vân Huyền lại nói, lương thực công giao, để tôi xem anh có ăn vụng hay không. Tề Đẳng Nhàn đắc ý nói, với thân thể này của anh, có đi ăn vụng em cũng không biết được. Thôi đi. Không biết là ai luôn than thở thắt lưng mỏi như không chịu nổi. Lý Vân Huyền trực tiếp đưa ra một câu sát thương cực lớn. Những lời này của cô ta thuộc ma pháp công kích, lực sát thương rất mạnh, nhưng là cái loại mà tổn thương địch một vạn hại mình 800 ấy. Kim trung cháo mà Tề Đẳng Nhàn học không có loại này. Lý Vân Huyền sâu sắc cảm nhận được dư âm còn văng vẳng bên tai, 3 ngày không dứt là gì, cổ họng dần trở nên hơi khàn khàn. Nhưng đáng giận nhất chính là tên này đã uống không ít rượu, rượu mang theo chút tê liệt, cho nên hắn chẳng hề hấn gì. Mẹ tôi bị thương không nhẹ, xuất huyết nội tạng, Lý Vân Huyền ôm đầu Tề Đẳng Nhàn, nhẹ nhàng nói. Vậy cũng ổn rồi, bà ấy là người trong tập võ, cơ thể chắc chắn mạnh mẽ hơn, cũng nhanh hồi phục hơn người bình thường, em yên tâm. Tề Đẳng Nhàn đáp,
cũng không biết xuống tay nhẹ một chút, dù sao bà ấy cũng là mẹ vợ anh. Lý Vân Uyển gõ nhẹ vào đầu hắn, bất lực nói. Tề Đẳng Nhàn nói, mẹ em chạy tới muốn đánh chết tôi, lần này tôi đã nể tình ra tay nhẹ lắm rồi, nếu không một trưởng kia sớm đã tiễn bà ấy qua bên kia từ lâu. Lý Vân Uyển dở khóc dở cười, tên này nói chuyện vẫn trước sau như một không biết nghe lời gì hết. Lý Vân Uyển nói, tôi đã nói chuyện với mẹ rồi, sau này bà ấy không quản chuyện của tôi nữa, còn rất hối hận về sự việc lần này. Tề Đẳng Nhàn nói, xó thể không hối hận sao? Bị tôi đánh một trận xong giờ muốn làm gì cũng không làm được, xong chỉ biết trơ mắt đứng nhìn tôi gọi đại đội tiên phong đến đập phá. Chấm chấm chấm, Lý Vân Uyển hít một hơi thật sâu, sau đó mỉm cười, tôi cảm thấy ở cùng anh lâu như vậy, không bị anh chọc cho tức chết quả là một thành tựu lớn cần tôn vinh. Cũng vậy cả thôi, tôi cảm thấy không bị em hút khô cũng chẳng dễ dàng gì. Tề Đẳng Nhàn đáp lại một câu. Tỷ lệ dáng người của Lý Vân Uyển vô cùng đẹp, nhất là chân rất dài, không hề kém từ Ngạo Tuyết chút nào, một khi đã đặt lên vai liền khiến người ta không muốn bỏ xuống. Tề Đẳng Nhàn vẫn dậy rất đúng giờ, chỉ là Lý Vân Uyển không có được tinh thần hăng hái như vậy, ngay cả mắt cũng không mở ra được. Này, không phải em muốn theo tôi luyện công sao? Rời giường nhanh, Tề Đẳng Nhàn đưa tay vỗ vỗ hai má cô ta, trêu chọc. Lăn ra, để cho tôi ngủ. Luyện công gì chứ, đi chết đi. Lý Vân Uyển tức giận nói, hai tay vươn ra thành vương bát quyền, lửa giận phừng phừng. Tề Đẳng Nhàn thò tay vào trong chăn, cười nói, mau đứng lên, chính em nói muốn đi luyện công cùng tôi. Lý Vân Uyển than thở, tha cho tôi đi, sau này tôi sẽ nói năng và hành động thật cẩn thận. Nhất định. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy buồn cười, đúng là bản thân anh ta đã đánh giá cô ta quá cao, tưởng là cô ta có thể kiên trì luyện tập được ít nhất một giờ. Nào ngờ chưa bắt đầu cô ta đã bỏ cuộc. Tề Đẳng Nhàn dẫm lên cửa, vừa đúng lúc nhìn thấy Dương Quan Quan cùng Hoàng Sung chạy tới. Đi thôi, chạy bộ lên núi, sau đó luyện công. Tề Đẳng Nhàn phất tay nói. Hôm qua hai người đứng trung bình tấn hết cả một ngày, hôm nay hai chân giống như bị rót trì, vừa chạy vừa thở hồng hộc, bên trong cơ đùi tích tụ nhiều axit lactic, đau đến muốn chết. Mãi mới lên được đỉnh núi. Còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Tề Đẳng Nhàn kêu đến đứng bên vách núi, sau đó bắt đầu vào tư thế. Dương Quan Quan nhập môn rất nhanh, dù sao cô ta cũng từng là sinh viên tài năng du học Stanford, năng lực tiếp thu không phải là tốt bình thường mà là vô cùng tốt. Ban đầu trung bình tấn lúc lên lúc xuống hết một lúc, sau đó Dương Quan Quan rất nhanh đã tìm được loại cảm giác kỳ diệu khi đứng tấn, có một loại cảm giác càng đứng càng thoải mái, nhịp thở cũng ngày càng ổn định hơn. Hoàng Sung không tiếp thu được tốt như vậy, động tác của anh ta có chút phụng về, không được linh hoạt lắm, còn mang lại cảm giác có chút buồn cười. Không tệ, ổn định thêm một chút là tốt rồi. Tề Đẳng Nhàn hơi ngồi xổm xuống, vỗ tay lên đùi Dương Quan Quan một cái. Dương Quan Quan hét thảm thiết một tiếng, suýt nữa ngã xuống đất, trong chân cô ta bây giờ toàn là axit lactic, đau đến muốn chết, vậy mà còn vỗ một cái muốn chầu ông bà luôn. Tề Đẳng Nhàn nói. Luyện đứng tấn nhiều một chút mới có thể tăng thêm sức lực, sau đó mới dễ luyện võ công được. Hôm nay cũng không dậy gì đặc biệt cả, chỉ dậy đứng tấn trước đã. Mãi cho đến gần 7 giờ, Tề Đẳng Nhàn vẫn chưa cho họ dừng lại. Mặt trời mọc từ góc của ngọn núi ở phía xa xa, mang theo ánh sáng màu nhỏ nhàn nhạt. Bỗng ánh mắt nhìn về phương xa của Dương Quan Quan khẽ động, sau đó đột nhiên thở hắt ra một hơi dài, trong miệng phát ra thanh âm kỳ quái như bình nước được đun sôi. Tề Đẳng Nhàn ngạc nhiên quay đầu nhìn cô ta, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Vào giờ khắc này, Dương Quan Quan cảm thấy cả người thư thái, hai chân vô cùng thoải mái, lúc lên xuống càng có thêm cảm giác linh động, giống như đang cưỡi ở sau lưng ngựa thật vậy. Mẹ nó, quả là tài năng hơn người. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn nhịn không được thầm mắng một câu, hắn không nghĩ tới Dương Quan Quan nhát gan như vậy mà lại rất có khiếu luyện võ. Hắn còn chưa kịp dạy cách điều chỉnh hô hấp. Dương Quan Quan đã tự mình thông suốt rồi. Tề Đẳng Nhàn không thể thầm khen một câu thật trâu bóc. Vì thế, càng ngày nhìn Hoàng Sung hắn càng cảm thấy không vừa mắt, ôi cái tên này, sao lại không có chút thiên phú nào vậy? Nhịn không được đạp một cái vào sau mông anh ta, khiến anh ta đang đứng tấn ngã sấp mặt. Sư phụ, anh đá tôi làm gì? Hoàng Sung vô cùng oan ức hỏi. Mẹ nó, cậu còn có mặt mũi hỏi à? Đứng dậy luyện tập đàng hoàng cho tôi. Tề Đẳng Nhàn tức giận nói,
sau đó đi đến bên cạnh Dương Quan Quan. Dương Quan Quan trông thấy cũng sợ tên ma quỷ này đến đánh mình, nơm nớp lo sợ nói, có chuyện gì vậy? Tề Đẳng Nhàn gật đầu, đáp, vừa rồi khi mặt trời lên, tại sao cô lại nghĩ đến việc hô hấp bằng cách đó? À, khi mặt trời mọc tôi thấy rất thoải mái, lòng dạ mở rộng, nên tự nhiên thở ra một hơi như thế. Dương Quan Quan vội vàng trả lời, như vậy à, sau này khi đứng tấn nhớ hô hấp bằng cách này, Tề Đẳng Nhàn nghiêm mặt, gật đầu nói. Sau buổi sáng này, Tề Đẳng Nhàn cảm thấy Dương Quan Quan là một nhân tài chân chính, điều này cũng hoàn toàn thay đổi tâm lý giảng dạy của hắn. Hắn muốn dùng phương thức nghiêm khắc hơn để huấn luyện Dương Quan Quan, bồi dưỡng cô ta thành một bậc thầy của thế hệ. Sau khi bài huấn luyện buổi sáng chấm dứt, Tề Đẳng Nhàn bảo Dương Quan Quan đến cửa biệt thự chờ mình, hắn vào phòng lục lọi một lát, lấy ra một quyển sổ ghi chép, đưa cho Dương Quan Quan. Đây là cái gì? Dương Quan Quan ngạc nhiên. Trở về đọc kỹ rồi từ từ suy nghĩ, chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi. Tề Đẳng Nhàn không nói nhiều, sau đó liền đóng cửa trở về. Dương Quan Quan mở bìa ra xem, trên trang tiêu đề viết bốn chữ lớn thực chiến thuật chân. Tiếp theo là lời nói đầu. Từ năm 12 tuổi tôi đã bắt đầu tập võ, lấy hình ý để nhập môn, sau đó tập bát quái, thái cực, đến năm 22 tuổi, tổng cộng đã luyện võ được 10 năm, từ nhỏ đến lớn tham gia hơn 100 trận thực chiến. Tôi muốn sử dụng cuốn sách này để ghi lại những trận đánh ấn tượng nhất trong số đó. Hoàng Sung không biết từ đâu xuất hiện, ghé đầu qua nhìn, kinh ngạc thốt lên, mẹ kiếp. Sư phụ thiên vị quá rồi đó, sư muội, quyển sách này cũng sao chép ra cho tôi một bản đi. Dương Quan Quan cười như không cười khép quyển sách lại, liếc hắn anh ta một cái, còn dám gọi tôi là sư muội. Ra đầu Hoàng Sung tê dại, liên tục ho khan, thì cô đã thành sư nương đâu. Sư nương, vợ của sư phụ. Dương Quan Quan nói, hắn không bảo cho anh xem, anh tự đến hỏi đi, nếu hắn gật đầu thì tôi đi sao chép cho anh một bản. Dương Quan Quan rất nhanh đã lái xe đến công ty, sau đó thay một bộ quần áo mới, ngồi trước bàn làm việc đọc quyển thực chiến thuật chân này. Cái này cũng quá đặc sắc rồi. Sau khi Dương Quan Quan đọc mấy trang, chỉ cảm thấy mình đang đọc một quyển tiểu thuyết võ hiệp hiện đại. Trong sách Tề Đẳng Nhàn tường thuật chi tiết về quyền pháp của đối thủ cùng với sự am hiểu về đấu pháp, sau đó viết ra lúc ấy hắn ứng chiêu như thế nào, đồng thời nghiêm túc giảng giải tâm lý, suy nghĩ cùng với sự biến hóa tiếp theo khi giao chiến. Sau mấy bài thực chiến, còn có trình bày một vài cảm giác và quan điểm của hắn khi luyện quyền. Đây chính là bí tịch võ công trong tiểu thuyết võ hiệp, mà chỉ có nhân vật chính mới có thể đạt được. Hy vọng một ngày nào đó, mình cũng có thể luyện võ được đến mức này. Dương Quan Quan nhìn mà thở dài, vẫn còn chưa thỏa mãn. Đúng lúc này, mặt bàn vang lên mấy tiếng khiến cô ta giật nảy mình, vừa ngẩng đầu liền thấy Tề Đẳng Nhàn. Giờ làm việc mà ngồi đây đọc sách giải trí, hàng năm trả lương cô cao như vậy để cô làm việc thế này à? Tề Đẳng Nhàn khó chịu hỏi. À, tôi cất ngay. Dương Quan Quan vội vàng nói. Sau đó, cô ta phát hiện, mình ngồi lâu như vậy nhưng mông không đặt trên ghế, mà đang đứng tấn. Vậy mà không có chút cảm giác mệt mỏi não. Điều này làm cho cô ta không khỏi ngạc nhiên. Sau đó, không khó tránh khỏi có chút đắc ý, đây chính là thiên phú bẩm sinh sao. Mới 2 ngày đã nắm giữ được bí quyết của Trung Bình Tấn. Tề Đẳng Nhàn như nhìn ra tâm tư của cô ta, khinh thường nói, đứng tấn đơn giản như vậy mà mất tận 2 ngày, thật sự là ngu ngốc tột cùng rồi, người bình thường chỉ cần có nửa ngày thôi. Dương Quan Quan sửng sốt, nhanh chóng mất tinh thần. Hỏi, vậy lúc trước anh luyện đứng tấn mất bao lâu? Tôi ấy à, vài phút, Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh đáp, hoàn toàn không nhìn ra được dáng vẻ đang nói dối. Dương Quan Quan mím môi, vậy Hoàng Sung hiện tại còn chưa nắm giữ được bí quyết. Vậy chỉ có thể nói cậu ta còn ngu ngốc hơn cô, tôi còn nói được gì khác sao? Tề Đẳng Nhàn nhún vai. Dương Quan Quan thở dài, xem ra đúng là cô ta hơi ngốc thật. Loại chiêu đơn giản như đứng tấn mà mình tốn tận 2 ngày mới có thể nắm giữ, mất mặt quá đi. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy dáng vẻ này của cô, trong lòng không khỏi nảy ra một ý nghĩ, cô nàng này thông minh thì đúng là thông minh thật, nhưng có đôi khi, đầu óc không đủ tỉnh táo, rất dễ lừa gạt. Tề Đẳng Nhàn nói, đọc kỹ quyển sách này, nghiêm túc vào, tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ giảng dạy, đến lúc đó cô tha hồ nếm mùi đau khổ, nhớ đừng khóc là được. Dương Quan Quan cắn răng nói, tôi sẽ cố gắng.
Tề Đẳng Nhàn gật đầu. Dương Quan Quan lại nói, à đúng rồi, sáng nay tôi thấy Mông Mộng cũng chạy bộ. Lúc đó tôi lái xe đi ngang qua, khoảng 4 rưỡi sáng. Tề Đẳng Nhàn liền ngẩn người, xem ra, sự thay đổi của Kiều Thu Mộng đúng là đáng kinh ngạc, cô ta nói muốn cố gắng làm chuyện mình muốn làm, xem ra là sự thật. Tề Đẳng Nhàn cho rằng, cách đơn giản nhất để một người thay đổi bản thân là bắt đầu từ việc thay đổi vóc dáng. Bởi vì thay đổi trạng thái cơ thể là dễ nhất, chỉ cần mỗi ngày kiên trì tập thể dục sẽ rèn ra đức tính kiên trì, sau đó làm bất cứ điều gì cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Có phải anh kích thích cậu ấy không? Dương Quan Quan lại nói. Tôi kích thích vẻ mặt cô thì có. Tề Đẳng Nhàn tức giận đập vào gáy cô ta một cái. Dương Quan Quan sợ tới mức giật mình, cô ta thoáng muốn đứng lên, nhưng vừa mới đứng tấn lâu như vậy, trong cơ bắp đều là axit lactic. Còn đeo thêm đôi giày cao gót 7 phân nữa. Cơ thể cũng tự nhiên mà ngã một cách vô cùng máu chó về phía trước. Tề Đẳng Nhàn thấy cô thư ký nhỏ chủ động ôm ấp, chuyện tốt như vậy đương nhiên không thể bỏ qua, tên tư bản chó má này liền vươn tay ra ôm người vào lòng. Anh làm gì vậy, trong công ty mà dám đùa giỡn lưu manh. Sắc mặt Dương Quan Quan đỏ bừng đẩy người ra, vừa thở hổn hển vừa mắng. Rõ ràng là tôi làm việc thiện. Vừa rồi thấy cô sắp ngã nên mới đưa tay đỡ một phen, sao cô không hiểu chuyện chút nào vậy? Tề Đẳng Nhàn khinh thường nói. Dương Quan Quan nghiến răng nghiến lợi. Tề Đẳng Nhàn nói, đừng nhúc nhích. Sau đó, hắn đưa tay ra. Dương Quan Quan sợ tới mức không dám động đậy, kết quả là hắn chỉ đưa tay nhẹ nhàng vén tóc cô ta, giúp cô ta sửa lại mái tóc một chút. Không sờ ngực cô nên cô thất vọng, Tề Đẳng Nhàn cười hỏi. Tôi bóp chết anh. Dương Quan Quan vô cùng hung ác vươn hai tay ra, làm ra động tác muốn bóp chết người. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói, cố gắng luyện tập thật tốt, tôi xem trọng cô lắm đấy, tuy hơi ngu ngốc nhưng vẫn có thể luyện ra gì đó, cố lên. Sau khi nói xong, Tề Đẳng Nhàn trực tiếp xoay người trở về phòng làm việc của mình. Dương Quan Quan thở phào nhẹ nhõm, sau khi ngồi xuống, trong lòng lại hoảng loạn không thôi, luôn cảm thấy vừa nãy cô ta ở cùng Tề Đẳng Nhàn giống như tán tỉnh ấy. À, mình nên làm cái gì bây giờ? Đối với Dương Quan Quan đoạn tình cảm ái muội này rất mông lung, đưa tay nâng cầm mình lên, bực bội thở dài. Sau đó, cô ta hơi nâng mông rời khỏi ghế, dùng tư thế đứng tấn bắt đầu làm việc, đứng được một lát cảm thấy chân không chịu nổi, dứt khoát cởi giày cao gót ra đứng chân trần. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn cảm thán Dương Quan Quan thật sự là một nhân tài dễ uốn, đã bẩm sinh có tài mà lại còn cố gắng như vậy, nhất định phải ra sức bồi dưỡng mới được. Lần đầu tiên, hắn muốn bồi dưỡng Dương Quan Quan không chỉ vì ngực của cô ta to. Gần trưa, Dương Quan đóng tới gõ cửa. Tề Tổng, có khách tới văn phòng, là Hoàng Đại Tiên Sinh. Dương Quan Quan nói. Ồ, vậy thì vào đi, Tề Đẳng Nhàn nói. Hoàng Văn Đào đi vào phòng làm việc, cười ha hả chào hỏi Tề Đẳng Nhàn, nói, Tề Tổng, đã lâu không gặp. Tề Đẳng Nhàn mời Hoàng Văn Đào ngồi xuống sofa, bảo Dương Quan Quan đi rót trà. Dương Quan Quan tức không chịu được, cô ta thân là thư ký của hội đồng quản trị, không phải thư ký chạy vặt. Cô ta đã sớm nói Tề Đẳng Nhàn tuyển một thư ký chuyên môn bưng trà rót nước về, nhưng nói gì hắn cũng không làm, điều này khiến cô ta tức muốn chết. Bất đắc dĩ, chỉ có thể trợn trắng mắt rót trà cho hai vị lãnh đạo. Hoàng Văn Đào tới tìm Tề Đẳng Nhàn thăm dò, sau đó Tề Đẳng Nhàn thành thật báo cáo. Số vàng 50 tỷ của Hướng Đông Tinh. Chính cô ta cũng đã công khai tuyên bố với bên ngoài, không có gì phải giấu giếm. Sau khi Hoàng Văn Đào xác nhận vài lần, trợn mắt há mồm, cả người đều hồn phi lạc phách. Ông ta đã đầu tư vào liên minh thương nghiệp của Từ Thị vài ba tỷ, tập đoàn Hướng thì có nền tảng vững chắc như vậy, xem chừng có vẻ ổn hơn. Tôi thật sự hối hận, Hoàng Văn Đào tức giận đến mức suýt nữa đấm ngực dậm chân tại chỗ. Dù sao thì hồi trước Tề Đẳng Nhàn đã từng chủ động đến Hoàng gia tìm ông ta nói chuyện, bảo ông ta nhanh chóng rút vốn mà ông ta lại không tin. Khi Vương Vạn Kim rút vốn còn bị mọi người cười cợt một phen, hiện tại xem chừng người giàu nhất Trung Hải như người ta là danh xứng với thực, khứu giác nhạy bén hơn đám người bọn họ nhiều. Hoàng Văn Đào nhìn Tề Đẳng Nhàn, trông mong nói, có biện pháp gì giúp cho tôi bảo toàn được khoản tài chính này không? Tề Đẳng Nhàn dở khóc dở cười. Nói, Hoàng Đại Tiên Sinh sao lại hỏi câu ngây thơ như vậy, một khi chúng tôi ăn thì nhất định là ăn hết, chẳng lẽ còn chỉ mặt nói không ăn tiền của ông? Hoàng Văn Đào bất đắc dĩ thở dài,
như cha mẹ chết. Mọi người lúc này cũng đã phát hiện tập đoàn Hướng Thị có điểm không thích hợp, chẳng qua vẫn đang tự mình lừa gạt mình, nói tập đoàn Hướng Thị đang cố gắng chống đỡ, ngoan cố chống chịu đến cuối. Tôi hỏi thêm một câu, 50 tỷ vàng này ở đâu ra? Hoàng Văn Đào chua xót hỏi. Tôi cho, Tề Đảng Nhàn thản nhiên nói. Hả, cậu có nhiều tiền như vậy? Hoàng Văn Đào khiếp sợ nhìn Tề Đảng Nhàn. Không giống sao, Tề Đảng Nhàn nhíu mày, cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình. Một thân Âu phục, ăn mặc chỉnh tề vô cùng, nhìn thế nào cũng ra dáng đại boss. Hoàng Văn Đào cười khổ nói, có mắt không biết Thái Sơn, không nghĩ tới cậu lại giàu có như vậy. Kia cái gì, xin Tề Tổng cho tôi ít mặt mũi, hỗ trợ liên hệ với Hướng Tổng để hợp tác mấy hạng mục được không? Dự án cảng nước sâu lợi nhuận lớn như vậy, một mình Hướng Thị ăn cũng không hết. Có tôi tham gia, chưa nói đến có bao nhiêu lợi ích, nhưng ít nhất có thể bảo vệ hộ tống, không ai dám quấy rối hạng mục này. Tề Đảng Nhàn gật đầu, cười nói, được, lát nữa tôi sẽ nói với Hướng Tổng. Hoàng Văn Lãng là người đứng đầu thành phố Trung Hải, Hoàng Văn Đào cũng là thương nhân rất có sức ảnh hưởng ở tỉnh Đông Hải, ông ta chủ động muốn hợp tác, đương nhiên Tề Đảng Nhàn không có lý do gì để từ chối. Dự án cảng nước sâu ở Đông Hải có lợi nhuận quá lớn, chắc chắn sẽ có nhiều chó mắt đỏ. Thế nên có người có thực lực phối hợp chung sẽ có thể đàn áp được bọn đạo trích kia. Cảm ơn Tề Tổng, không có việc gì tôi đi trước. Chỉ là muốn nhắc cậu một tiếng, từ Tổng trở về đế đô, cậu phải cẩn thận một chút. Hoàng Văn Đào thấp giọng nói. Cảm ơn Hoàng Đại Tiên Sinh nhắc nhở, tôi sẽ cẩn thận. Tề Đảng Nhàn cười cười đáp. Từ Ngạo Tuyết quay về đế đô thì có thể làm gì? Chắc là huy động vốn hoặc là chuyển binh cứu viện, đối với chuyện này Tề Đảng Nhàn đã sớm có dự liệu. Dương Quan Quan đưa Hoàng Văn Đào ra khỏi phòng làm việc, lúc này mới quay đầu nói với người khác, cứ như vậy nói tin tức cho ông ta biết, có phải hơi tự cao không? Tề Đảng Nhàn nói, Hướng Đông Tinh sớm đã tuyên bố mình nhận được 50 tỷ đầu tư, có gì đâu mà tự cao. Dương Quan Quan đăm chiêu nói, có thể nhìn ra được, Hoàng Đại Tiên Sinh có vẻ rất hối tiếc. Có thể không hối tiếc sao? Nhìn mấy tỷ của mình trôi nổi như thế, có thể không hối hận sao được? Tề Đảng Nhàn cười nhạo một tiếng. Hoàng Văn Đào cũng không có tiền như Vương Vạn Kim, mấy tỷ đó không cánh mà bay ông ta sẽ đau lòng muốn chết, dù gì cũng là tích góp hơn nửa đời của ông ta. Lúc này, Từ Ngạo Tuyết đang ở Từ gia tại đế đô. Các trưởng bối Từ gia mặt ai nấy đều đen như đáy nồi, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Từ Ngạo Tuyết. Ngày thường, Từ Ngạo Tuyết có thể kiếm tiền cho bọn họ, là thần tài của họ, không ai dám đắc tội. Nhưng lúc này đây, Từ Ngạo Tuyết đã đem toàn bộ tập đoàn Từ Thị đổ hết vào tỉnh Đông Hải, hơn nữa còn có khả năng mất trắng toàn bộ, điều này làm cho lòng ai nấy đều nóng như lửa đốt. Ông nội, lần này là cháu sơ suất, nhưng cũng không phải đã hết khả năng lật ngược tình thế. Sắc mặt Từ Ngạo Tuyết tái nhợt. Ông cụ Từ ngồi ở trên ghế thái sư, lạnh lùng nhìn cô ta. Một lúc lâu sau mới lên tiếng, tiền của chúng ta, có thể rút ra bao nhiêu? Từ Ngạo Tuyết mấp máy miệng, nói, đã đổ vào toàn bộ, trong tay chỉ còn lại khoảng 2, 3 tỷ. Nếu như bây giờ rút lui, nhiều lắm có thể rút lại 10%. Hướng Đông Tinh gài bẫy thật sự quá sâu, hơn nữa phía sau còn là dây xích liên hoàn, từng vòng, một khi cô ta dẫm chân vào liền không bỏ ra được. Rút ra 10% vốn. Cái này đã không còn gọi là tráng sĩ chặt tay, mà là gọi tráng sĩ mổ bụng. Cho dù lấy tiền về cũng không thể nào duy trì vận hành được tập đoàn Từ Thị lớn như vậy. Huống chi còn có nhiều thế lực lớn đang đầu tư rất nhiều tiền vào tập đoàn Từ Thị, nếu Từ Ngạo Tuyết thất bại, trách nhiệm phải gánh sẽ rất lớn. Cái nồi này, không ai cõng nổi. Chỉ riêng 10 tỷ kia của Ngọc Gia, Từ Gia đã cõng không nổi. Tuy Ngọc Tiểu Long nhất định sẽ chủ động giúp Từ Ngạo Tuyết đảm đương nhưng tất nhiên phía Ngọc Gia vẫn sẽ trách tội. Vô dụng, Từ Ngạo Tuyết con nhỏ vô dụng này, cầm nhiều tiền như vậy mà bị một xí nghiệp tỉnh Đông Hải đánh bại. Từ Ngạo Tuyết cô làm ăn cái gì bọn tôi không biết, ỷ mọi người tín nhiệm cô nên bây giờ cô cầm tiền của chúng ta đi ném đá trên sông đấy à? Cô còn mặt mũi trở về đế đô đòi tiền sao? Đưa cho cô nhiều tiền như vậy đều mất sạch, cô còn muốn bao nhiêu nữa? Người nhà Từ gia sau khi nghe Từ Ngạo Tuyết nói thế, đều tức giận đến tím mặt, mấy chục tỷ bỏ ra mà bây giờ chỉ có thể rút được nhiều nhất 10%. Hơn nữa, số tiền này còn dính líu tới rất nhiều gia tộc lớn. Trong đó có Khang gia đầu tư vào 10 tỷ,
con mẹ nó làm gì có ai mà cõng được món nợ này. Từ Ngạo Tuyết thấp giọng nói, chúng ta chưa có thua, vẫn còn lá bài cuối cùng. Ông nội, cho cháu mượn người. Cháu trở về để lật ngược ván bài này. Ông cụ Từ vỗ nhẹ trán mình, sau đó trầm giọng nói, Ngạo Tuyết, đây là cơ hội cuối cùng của cháu, hy vọng cháu có thể nắm chắc. Cháu muốn người nào, ông nội đều cho. Nhưng nếu như cháu không thể hoàn thành nhiệm vụ này, vậy thì trách nhiệm cuối cùng sẽ do một mình cháu gánh vác. Từ Ngạo Tuyết trịnh trọng gật đầu, ông nội yên tâm, cháu nhất định sẽ làm được. Lúc này bố mẹ Từ Ngạo Tuyết dùng ánh mắt lo lắng nhìn con gái. Bọn họ biết, con gái mình quá cao ngạo, có thể làm cho người kiêu ngạo như cô ta trở về đế đô cúi đầu xin xỏ mọi người, nhất định là vô cùng khó giải quyết. Tề gia cũng để ở chỗ chúng ta 5 tỷ, liên lạc với người Tề gia một chút, để cho bọn họ ra mặt. Ông cụ Từ trầm ngâm một lát, nói với Từ Ngạo Tuyết. Cháu cũng đang có ý này, để cháu đến Tề gia một chuyến. Từ Ngạo Tuyết trầm giọng đáp. Tình cảnh khốn cùng này đều do Tề Đảng Nhàn mà ra, mà Tề Đảng Nhàn này, là người của Tề gia ở đế đô. Tề gia cũng không thể nào vô duyên vô cớ cứ như vậy mà tổn thất 5 tỷ được. Trận này không chỉ là trận chiến giữa hai thương nghiệp, mà còn dính líu đến rất nhiều thế lực khác nữa. Trong những ngày tiếp theo, vòng tròn thương mại ở Đông Hải bùng nổ. Liên minh thương nghiệp Từ Thị bắt đầu tan tác hết cả, cuộc phản công toàn diện từ tập đoàn Hướng Thị cũng tới. Cổ phiếu của các doanh nghiệp do tập đoàn Từ Thị đứng đầu, chỉ trong mấy ngày này xanh mướt một mảng, không nhìn được tí đỏ nào. Tập đoàn Hổ Môn, vào sáng cùng ngày đột nhiên tuyên bố đóng cửa phá sản. Những người đầu tư vào dự án của Từ Ngạo Tuyết đều trở nên phát điên. Hướng Tổng tới rồi, trước cửa lớn của Tiên Lai Capital, Hoàng Sung nhìn thấy xe của Hướng Đông Tinh dừng lại liền hô to một tiếng. Trong công ty, nhân viên lớn nhỏ lập tức chạy tới, đứng thành hai hàng xen kẽ, chào hỏi Hướng Đông Tinh. Hướng Đông Tinh đẩy cửa xuống xe, đi vào công ty. Ngay lập tức tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Điều này làm cho cô ta nhất thời ngẩn ra, sau đó mỉm cười gật đầu với mọi người, nói, gần đây mọi người vất vả rồi, kiên trì thêm một chút nữa, bình minh thắng lợi ngay trước mắt. Tất cả mọi người đều hoan hô, cả tập thể hô to, Hướng Tổng vạn tuế. Hướng Đông Tinh không nói nhiều với bọn họ mà trực tiếp vào phòng làm việc tìm Tề Đảng Nhàn. Vừa vào văn phòng đã nhìn thấy Tề Đảng Nhàn đang tựa vào ghế ông chủ. Hai chân gác lên bàn làm việc, bộ dáng lười biếng. Hắn nghe được tiếng động thì miễn cưỡng mở mắt ra, Hướng Tổng đến đấy à, kiếm chỗ ngồi rồi tự rót trà uống nhé. Hướng Đông Tinh nhìn thấy một màn này thì tức muốn xì khói, mấy ngày nay mình mệt thành chó mà trông tên này lại rất thoải mái đấy nhỉ. Hướng Đông Tinh đi tới trước bàn làm việc, vỗ tay lên mặt bàn, nhíu mày nói, Tề Tổng, anh không quan tâm tí nào đến 50 tỷ vàng của mình à. Tề Đảng Nhàn cười thoải mái. Nói có cái gì cần tôi phải lo lắng nữa, dù sao cũng có cô ra trận rồi, hơn nữa, không phải sáng sớm nay tập đoàn Hổ Môn đã tuyên bố phá sản rồi sao? Tập đoàn Hổ Môn là doanh nghiệp đáng gờm nhất đối với Hướng Đông Tinh nhưng bây giờ đã bị một số tiền lớn đập xuống, vỡ tá là không còn hình thù rồi. Hơn nữa, Định Hải Thần Châm Vương Hổ của tập đoàn Hổ Môn cũng đã sớm bị Tề Đảng Nhàn giết chết, bên phân Đà Long Môn có Mã Hồng Tuấn chống đỡ, tài nguyên cung cấp lại vốn có hạn. Thế nên trở thành kẻ đầu tiên phá sản cũng không có gì lạ cả. Từ Ngạo Tuyết từ đế đô về rồi. Hướng Đông Tinh nhìn Tề Đảng Nhàn, nghiêm túc nói. Ồ, Tề Đảng Nhàn bâng quơ gật đầu, tỏ vẻ không quan tâm. Lần này cô ta trở về, cũng là lần đại quyết chiến cuối cùng. Ánh mắt Hướng Đông Tinh sâu thẳm, muốn tìm chút cảm xúc nào đó từ trên người Tề Đảng Nhàn. Tề Đảng Nhàn không để ý như cũ, chỉ chậm rãi để hai chân xuống khỏi mặt bàn. Nói, đến thì đến, dù sao cũng đã sớm dự liệu được có ngày như vậy rồi, không lẽ giờ cô còn lo lắng gì à? Hướng Đông Tinh bình tĩnh nói, tôi nhận được tin tức rằng cô ta đã đến Tề gia một chuyến. Tề Đảng Nhàn nghe nói như vậy, ánh mắt đột nhiên thay đổi, khí chất cả người trở nên bình tĩnh lại sắc bén. Vậy thì sao, tôi với Tề gia đã không còn quan hệ từ lâu. Lúc trước, chính bọn họ đuổi tôi và bố ra khỏi đế đô. Nếu lúc trước Tề gia kiên quyết đứng về phía bố con chúng tôi, thì đã chẳng có nhiều phiền toái đến vậy. Giọng hắn lạnh lùng, thái độ đối với Tề gia có vẻ rất khinh thường. Hướng Đông Tinh lại nói, chắc người của Tề gia sẽ đến gặp anh. Tề Đảng Nhàn liền đáp, đến thì tiếp, dù sao cũng đã nhiều năm chưa gặp mặt, gặp một lần cũng chẳng sao cả,
Hướng Đông Tinh hỏi, anh sẽ không thay đổi chủ ý chứ? Tề Đẳng Nhàn nói, tôi có gì để thay đổi ý định? Hướng Đông Tinh, bọn họ hứa lợi ích, cho phép anh trở về đế đô, anh không lung lay à? Tề Đẳng Nhàn thấy vậy không nhịn được nở nụ cười vừa lắc đầu. Anh cười cái gì? Hướng Đông Tinh không khỏi liên tục nhíu mày. Tôi cười cô ngốc đấy. Tôi muốn trở về đế đô phải cần ai cho phép nữa sao? Ánh mắt Tề Đẳng Nhàn trở nên lạnh lùng, lạnh nhạt nói. Hướng Đông Tinh không khỏi ngạc nhiên, sau đó cô ta gật đầu, vậy thì tôi yên tâm rồi. Tề Đẳng Nhàn đứng dậy, rót cho Hướng Đông Tinh một chén trà. Mấy ngày gần đây, tôi cảm thấy tần suất có kẻ nhìn chằm chằm vào mình ngày càng nhiều, chỉ là không có ai trong số bọn chúng dám tùy tiện ra tay. Hẳn là cái chết của Vương Hổ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo, nhắc bọn chúng không được hành động thiếu suy nghĩ, biết là rất khó để có thể ra tay trả thù tôi. Tề Đẳng Nhàn nói, người nhắm vào cô tổng cộng cũng có 7-8 người đấy, nhưng cô không biết nhỉ, hầu như bọn họ đều chọn chôn mình trong bụng cá. Hướng Đông Tinh nghe thấy vậy liền lắp bắp kinh hãi, gần đây cô ta không phát hiện ra gì bất thường cả, không nghĩ tới Tề Đẳng Nhàn đã âm thầm giúp cô ta giải quyết hết 7-8 người này. Những người âm thầm theo dõi anh chắc là đang chờ đợi cơ hội, cũng như đang chờ thái độ của Từ Ngạo Tuyết. Hướng Đông Tinh dựa đầu về phía sau, nói. Chuẩn bị rượu cho tốt, tranh thủ kết thúc trong vòng tuần này, ok. Tề Đẳng Nhàn nhìn Hướng Đông Tinh, khẽ mỉm cười. Ok, Hướng Đông Tinh cũng thoải mái cười một tiếng. Trận chiến thương trường này dàn binh bố trận lâu như vậy, cuối cùng cũng đã đi đến giai đoạn kết, chỉ cần Hướng Đông Tinh không đột nhiên biến thành đầu ngốc, bọn họ không có khả năng thua. Hoặc là nói, cho dù cô ta có biến thành đầu ngốc thật đi chăng nữa cũng không thua được. Bên phía Từ Ngạo Tuyết đã không có đủ tiền để chơi cùng cô ta nữa rồi. Tề Đẳng Nhàn lại nói, tôi rất quan tâm về việc lần này chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền đấy, dù sao cũng đã đầu tư vào cả 50 tỷ vàng. Hướng Đông Tinh trầm ngâm suy nghĩ một lát mới nói, nếu như đuổi cùng giết tận thì cũng không gom được hết 120 tỷ, nếu nhân từ một chút thì thu được 80 tỷ đấy. Tề Đẳng Nhàn bĩu môi, trong lòng có chút kinh ngạc. Chỉ lấy tiền từ chỗ Từ Ngạo Tuyết cũng đủ để tỉnh Đông Hải xây thêm một cảng nước sâu lớn hơn. Đợi đến khi tất cả bụi bặm lắng xuống, cho anh 90% lợi nhuận. Hướng Đông Tinh hào phóng nói, không chút tham lam. Cô ta biết rõ nếu như không có Tề Đẳng Nhàn, tập đoàn Hướng Thị đã xong đời từ lâu. Được, tôi cũng không khách sáo với cô nữa, dù sao mượn người ta nhiều như vậy cũng phải cho người ta ăn thêm chút thịt, nếu không thì làm sao có lần sau. Tề Đẳng Nhàn nói. Trong lòng hắn thầm thở dài, con ngỗng lớn cổ Tân Tư Cơ chỉ nằm trong ngục giam phơi nắng thôi mà cũng kiếm được gần 100 tỷ tiền Hoa Quốc. Tề Đẳng Nhàn là một người có nguyên tắc, 50 tỷ vàng là do cổ Tân Tư Cơ đưa ra thì đương nhiên phải chia cho ông ta phần lớn. Cổ Tân Tư Cơ cũng biết Tề Đẳng Nhàn là người có nguyên tắc cho nên mới vô cùng yên tâm đem 50 tỷ vàng giao cho hắn kiểm soát. Nếu không chỉ với năng lực của ông ta, tự tay tiến vào thị trường tiền tệ quốc tế cũng sẽ kiếm được cũng không ít lợi nhuận. Lúc hai người đang nói chuyện vui vẻ, Dương Quan Quan gõ cửa tiến vào. Tề Tổng, bên ngoài có một người nói là anh trai anh, muốn gặp anh. Dương Quan Quan vội nói. Ồ, tên là gì? Khóe miệng Tề Đẳng Nhàn mím ra một nụ cười lạnh, hỏi. Ông ta nói mình tên là Tề Vân Phong. Dương Quan Quan thành thật báo cáo. Tề Chờ Nhàn gật đầu, để cho ông ta vào đi. Hướng Đông Tinh không nhịn được giật giật mắt, nói Tề Vân Phong. Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như ông ta là người dẫn đầu thế hệ Tề gia các anh, người lớn tuổi nhất. Tề Đẳng Nhàn cười như không cười đáp, lúc trước cũng chính ông ta là người nhảy múa vui nhất, một mực muốn tôi và bố rời khỏi đế đô. Tề Vân Phong, anh cả của Tề gia, cũng là anh họ của Tề Đẳng Nhàn. Khi bước vào văn phòng, ông ta quan sát xung quanh, sau đó lạnh lùng nói, lăn lộn không tệ nhỉ, em trai. Tề Đẳng Nhàn ngồi trên ghế ông chủ đáp, thì ra là anh à, đã lâu không gặp. Lần này đến tìm tôi có chuyện gì sao? Tề Vân Phong không nghĩ tới thái độ của Tề Đẳng Nhàn lại lạnh nhạt như vậy, khó chịu nhíu mày, sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn. Tôi đến tìm cậu vì chuyện gì, cậu không biết chắc. Giả vờ cái gì cơ chứ? Tề Vân Phong nhìn Tề Đẳng Nhàn, lạnh lùng hỏi. Có việc thì nói nhanh lên, nếu không có việc gì thì mau chứ đừng lãng phí thời gian của tôi. Bây giờ tôi làm tổng giám đốc rất bận rộn đó. Tề Đẳng Nhàn cười như không cười nhìn ông ta.
Tề Vân Phong rất nhanh đã đi tới bàn làm việc, há miệng giơ tay lên. Sau đó, bàn tay của ông ta đặt lên vai Tề Đẳng Nhàn. Giả vờ cái gì, Tề Vân Phong cười ha ha, hung hăng vỗ lên vai hắn vài cái. Anh cả, đã lâu không gặp, Tề Đẳng Nhàn thở ra một hơi, đứng dậy ôm Tề Vân Phong. Hướng Đông Tình ở một bên nhìn thấy thì choáng váng, đây là đang diễn cái gì vậy? Cô ta chẳng hiểu gì hết. Tề Vân Phong quay đầu cười nói, vị này chắc hẳn chính là chủ tịch tập đoàn Hướng Thị, cô Hướng Đông Tinh đúng không? Thật sự là ngưỡng mộ danh tiếng từ lâu, quả thật không thua kém đám đàn ông chúng tôi chút nào. Hướng Đông Tinh ngẩn người, xin chào Tề tiên sinh. Tề Vân Phong bình tĩnh nói, thật ra thái độ vừa rồi là diễn cho đám người ngoài xem. Làm sao mà Tề gia chúng tôi có thể không ủng hộ nhà mình được chứ? Hướng Đông Tinh vốn tưởng rằng mối quan hệ của Tề Đẳng Nhàn với Tề như phim truyền hình cẩu huyết có ân oán gì đó, nào nghĩ tới quan hệ giữa bọn họ rất tốt, chẳng qua là thích diễn trò cho người ngoài xem mà thôi. Vừa rồi nghe Tề Đẳng Nhàn nói còn làm cho Hướng Đông Tinh có chút xúc động, giờ ngẫm lại mới thấy mình bị lừa, nhịn không được quay đầu tặng hắn một cái trợn mắt, hận không thể đưa hắn hai cái miệng. Cô ta cũng không ngờ tới, quan hệ thực sự giữa Tề gia và Tề Đẳng Nhàn lại ẩn giấu sâu như vậy. Ở bên ngoài thì thấy hai bố con Tề Bất Ngữ và Tề Đẳng Nhàn bị đuổi khỏi đế đô, bị Tề gia chèn ép. Chứ hoàn toàn không thể nào biết được, trong đó là khổ nhục kế nằm gai nếm mật. Đương nhiên quan hệ thật sự giữa Tề Đẳng Nhàn và Tề gia không thể tùy tiện cho người ta biết, nhưng Hướng Đông Tinh là ngoại lệ. Dù sao thì khi Tề Đẳng Nhàn có thể đưa cho Hướng Đông Tinh 50 tỷ vàng để cô ta làm ăn, từ đó là có thể nhìn ra được mối quan hệ gắn kết giữa hai người rồi. Như vậy mới là người nhà. Hướng Đông Tinh nhìn hai anh em, khóe miệng vô thức cong lên thành một nụ cười, đúng là cô ta có chút ngưỡng mộ. Tề Đẳng Nhàn rót cho Tề Vân Phong một chén trà, hỏi, sao lần này đại ca lại tự mình chạy đến Trung Hải thế? Tề Vân Phong đáp, bởi vì chuyện cậu làm ra quá lớn, lại liên quan đến nhiều thế lực như vậy, Tề gia chúng ta kiểu gì cũng phải ra mặt. Tề Đẳng Nhàn gật đầu tư 5 tỷ chỗ Từ gia cũng là chủ ý của anh chứ gì. Đương nhiên, dù sao chúng ta cũng không gặp mặt thường xuyên được, đến lúc đó cậu phải trả 5 tỷ cho anh đó. Tề Vân Phong nở nụ cười bất đắc dĩ. Sau khi đầu tư 5 tỷ vào Từ gia, Tề Vân Phong có thể đường đường chính chính có lý do để chạy đến Trung Hải gặp Tề Đẳng Nhàn, hơn nữa lý do này còn là do Từ Ngạo Tuyết chắp tay đưa tới. Là Từ Ngạo Tuyết tự mình đến Tề gia nói về chuyện việc này, sau đó Tề Vân Phong mới khởi hành. Trong lòng Hướng Đông Tinh nghĩ thầm, cũng chơi lớn quá rồi đấy, chỉ vì gặp nhau mà ngang nhiên đập thẳng 5 tỷ vào đó. Thế lực đang muốn đối phó Tề Đẳng Nhàn rốt cuộc lớn đến cỡ nào mà lại làm cho người ta phải kiêng dè đến vậy. Nhưng trong nội tâm cô ta cũng không quá sợ hãi, thậm chí cũng chẳng có tí tẹo hối hận nào, nói kiểu gì thì nói, một khi giọt nước tràn ly, tập đoàn Hướng Thị sẽ luôn ủng hộ Tề Đẳng Nhàn. Tôi phải nhắc nhở cậu, lần này Từ Ngạo Tuyết trở về từ đế đô. Trông rất hung hãn, cậu phải thật cẩn thận đấy. Có người của Từ gia cung phụng, còn có cả cao thủ của Long Môn, thêm vài cao thủ được các thế lực lớn huấn luyện đều được cô ta mang về đây. Nếu cậu không thỏa hiệp, chắc chắn sẽ xảy ra tử chiến. Sắc mặt Tề Vân Phong trở nên nghiêm trọng, nghiêm túc nói với Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng nghe xong gật đầu, cười một tiếng, dù sao cũng là thế lực lớn của đế đô, có năng lực này cũng không phải chuyện lạ. Nhưng đại ca anh cứ yên tâm, tôi đã ở trong nhà tù U Đô nhiều năm như vậy cũng không phải là uổng công, nếu cô ta muốn động thủ với tôi sẽ khô cô ta biết chữ chết viết thế nào. Tề Vân Phong trầm giọng nói, trước mắt thì Tề gia không giúp được gì cho cậu, ở nhà vẫn đang che giấu mọi chuyện rất kín đáo, chuyến này đều dựa vào chính cậu dàn xếp, nhà ta chỉ có thể âm thầm phối hợp. Tề Đẳng Nhàn híp mắt cười, đáp không bao lâu nữa tôi cũng sẽ trở về đế đô. Đến lúc đó hãy đặt dấu chấm cho nhiều năm oán hận kia đi. Nhìn thấy Tề Vân Phong có gì muốn nói lại thôi, Hướng Đông Tinh đứng lên chuẩn bị rời đi, cô ta từ khi sinh ra đã là một người có tài quan sát. Tề Đẳng Nhàn lại thản nhiên nói, Hướng Tổng không cần kiêng dè như vậy, chúng ta là mối quan hệ thân thiết mà, cô cứ ở lại đi. Đại ca, cô Hướng là người có thể tin cậy, cũng có thể nói là sống chết nương tựa lẫn nhau. Có chuyện gì cứ nói trước mặt cô ấy không sao cả. Tương lai tập đoàn Hướng Thị sẽ trở thành trợ thủ đắc lực quan trọng nhất, để cho cô ấy biết một vài tình huống để chuẩn bị dần là vừa. Sau khi Tề Vân Phong nghe nói như vậy liền thấy sửng sốt,
sau đó khiếp sợ nhìn về phía hướng Đông Tinh, lại nhìn Tề Đẳng Nhàn, trong ánh mắt kia mang theo ý hóng hớt rõ ràng. Ô em họ có bản lĩnh đấy, vừa mới từ nhà tù U Đô ra không bao lâu mà đã có được mối quan hệ như vậy. Tề Vân Phong cười ha ha nói. Tề tiên sinh suy nghĩ nhiều rồi, giữa chúng tôi không phải loại quan hệ như vậy, chỉ là quan hệ bạn bè kề vai sát cánh thôi. Hướng Đông Tinh lắc đầu, bâng quơ giải thích. Tề Vân Phong liền nói thì nói như vậy, nhưng sự tình thật sự như nào tôi cũng có biết được đâu, Hướng Tổng không cần giải thích với tôi, đây là chuyện của hai người. Hướng Đông Tinh nhìn thấy biểu cảm dương dương đắc ý của Tề Đẳng Nhàn, xúc động đến mức suýt tặng cho hắn hai quyền, không biết tên này đắc ý cái gì vậy, không chủ động đứng ra giải thích một chút hà. Tề Vân Phong chậm rãi nói với Tề Đẳng Nhàn, thật ra hàm chuẩn tướng quân của cậu là chúng tôi thương lượng với phó lão mà có. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, chuyện này hắn thật sự không ngờ tới, vốn tưởng chỉ đơn giản là Phó Phong Vân muốn mượn sức hắn đến làm việc mà thôi. Việc chúng ta phải làm rất lớn, những chuyện tiếp theo tôi sắp nói không thể tiết lộ ra ngoài bất cứ điều gì. Sắc mặt Tề Vân Phong trở nên nghiêm túc. Tề Đẳng Nhàn ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe, vẻ mặt nghiêm túc. Hướng Đông Tinh ở một bên cũng chăm chú nghe, ánh mắt ngày càng trừng lớn hơn, cô ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ tham dự vào chuyện như vậy. Cho dù bây giờ chỉ là đứng một bên nghe. Thái độ làm người của phó lão quả khiến tôi bội phục, về sau tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực giúp ông ta. Tề Đẳng Nhàn nghe Tề Vân Phong nói xong một phen, không khỏi chậc chậc tán thưởng, nghiêm túc nói. Có thể coi quyền lực là công cụ mang lại lợi ích cho người khác, thật sự rất bội phục. Phó lão có tín ngưỡng chân chính cho nên mới không sùng bái quyền lực, không bị lạc trong dục vọng quyền lực. Hướng Đông Tinh ở bên cạnh cũng khẽ gật đầu. Hiện tại Phó Phong Vân đang ở vị trí cao, là đại trưởng lão của bên quân đội, rõ ràng ông ta có thể tiến lên thêm một bước nữa nhờ vào dàn xếp nhưng hết lần này tới lần khác lại không làm như vậy. Ông ta lựa chọn một con đường khó khăn hơn. Đó là thách thức đặc quyền. Tề Vân Phong không ở lại lâu, sau khi nói xong chính sự còn dặn dò Tề Đẳng Nhàn phải cẩn thận thêm vài lần, sau đó mới rời khỏi tòa nhà của Tiên Lai Capital. Sau khi ra ngoài cửa, ông ta lấy điện thoại di động gọi cho Từ Ngạo Tuyết, lạnh lùng nói, Từ Tổng, cô tự xem mà làm đi, thằng oắt này không hề nể mặt tôi. Từ Ngạo Tuyết sửng sốt, không hài lòng nói, ngay cả đại ca anh mà anh ta cũng không nể mặt sao. Tề Vân Phong cười lạnh một tiếng, chế nhạo, năm đó cậu ta bị trục xuất khỏi đế đô, trong lòng mang oán hận, làm sao còn có thể nhận tôi là đại ca nữa. Còn suýt đánh tôi một trận kia kìa. Từ Tổng cô muốn xử lý cậu ta như nào thì làm như vậy đi, nhất định phải khiến tổn thất của chúng ta ở mức thấp nhất. Tôi ở bên này đã cố gắng hết sức rồi. Từ Ngạo Tuyết đáp được, tôi đã biết, làm phiền Tề tiên sinh rồi. Tề Vân Phong thẳng tay cúp điện thoại, sau đó như có điều gì suy nghĩ quay đầu lại nhìn tòa nhà của Tiên Lai Capital. Ông ta vẫn cảm thấy hơi lo lắng cho Tề Đẳng Nhàn. Dù sao thì ông ta cũng không biết rõ những năm gần đây Tề Đẳng Nhàn đã trưởng thành đến mức nào. Lần này Từ Ngạo Tuyết trở về từ đế đô, chắc chắn đã có chuẩn bị mới đến. Không lâu sau, Tề Vân Phong lại nhận được một cuộc điện thoại khiến sắc mặt ông ta trở nên thay đổi. Từ Ngạo Tuyết mời người của Triệu gia tới đây. Vẻ mặt Tề Vân Phong trầm lại hỏi. Triệu gia chính là gia tộc bên mẹ của Tề Đẳng Nhàn, ngày thường không bao giờ có tiếp xúc gì với bên ngoài, lại vô cùng khiêm tốn. Nhưng tuyệt đối không có ai dám chọc giận bọn họ vì đều biết họ cực kỳ đáng gờm. Bên kia điện thoại đáp, người tới chỉ là nhân vật bên ngoài, là họ hàng xa của Triệu gia, nhưng cũng mang họ Triệu. Tề Vân Phong thở phào nhẹ nhõm, lạnh giọng nói, không phải người của Triệu gia là tốt rồi. Nhưng mà, Tề tiên sinh, người này cũng rất khó để đối phó. Người này tên là Triệu Hằng Vũ, sư phụ là Triệu Biện Tử của Triệu gia. Tề Vân Phong nghe được lời này, đồng tử đột nhiên co rụt lại, thấp giọng nói, đệ tử của Triệu Biện Tử. Đúng vậy, đối phương khó khăn đáp một tiếng. Tề Vân Phong hít sâu một hơi, để tôi liên lạc với bác một chút, xem ông ấy nói như thế nào. Tuy Triệu Hằng Vũ là một người trẻ tuổi vô danh, nhưng sư phụ của cậu ta lại là người có tên tuổi lớn của Triệu gia. Triệu Biện Tử hiện giờ đã hơn 100 tuổi, vẫn luôn ở sau lưng Triệu gia làm thủ hộ thần. Võ công cao cường khiến cho người ta phải thán phục. Đồ đệ mà ông ta dạy ra chắc chắn có thực lực. Hoặc là rất mạnh, tuyệt đối rất mạnh. Bác của Tề Vân Phong, cũng chính là bố Tề Đẳng Nhàn, Tề Bất Ngữ. Tề Bất Ngữ đã mất tích 2-3 năm,
cho tới bây giờ cũng là ông chủ động liên lạc với người khác rất khó để có thể liên lạc với ông. Kết quả, tin tức Tề Vân Phong nhận được là bình tĩnh quan sát tình hình. Điều này làm cho Tề Vân Phong ngẩn người, hiển nhiên Tề Bất Ngữ vô cùng tin tưởng con trai Tề Đảng Nhàn của mình, cho rằng Triệu Hằng Vũ có ra tay như thế nào cũng gây ra ảnh hưởng gì nghiêm trọng. 10 năm nay em họ đã thay đổi lớn như vậy, ngay cả đồ đệ của Triệu Biện Tử mà bác cũng không để vào mắt. Tề Vân Phong cầm di động mất hồn. Khi biết được Triệu Hằng Vũ được Từ Ngạo Tuyết mời tới, ông ta còn định liều ra giúp Tề Đản Nhàn một tay, nhưng nếu làm như vậy, nhiều năm nằm gai nếm mật kia sẽ trở thành chuyện cười. Vì vậy ông ta phải chịu đựng. Hơn nữa Tề Bất Ngữ đã nói như vậy rồi, ông ta cũng kiềm chế suy nghĩ giúp đỡ Tề Đản Nhàn lại. Nữ chiến thần Hoa Quốc Ngọc Tiểu Long, đồ đệ Triệu Biển Tử Triệu Hằng Vũ, Từ Ngọc Giai được Từ gia coi trọng. Đội hình này em họ thật sự có thể chống đỡ được sao? Tề Vân Phong vẫn hơi bất an, nhưng không có biện pháp gì. Ông gửi tin nhắn đi nhắc nhở Tề Đảng Nhàn, bảo hắn phải thật cẩn thận. Tề Đảng Nhàn nhìn thấy tin nhắn Tề Vân Phong gửi tới thì lâm vào trầm tư, sau đó cười cười, xem ra Từ Ngạo Tuyết vẫn rất coi trọng tôi, nể mặt mà đưa ra một đội hình hoành tráng như vậy. Hướng Đông Tinh nói, nếu không chắc thì cách khác đi, bọn họ đã muốn giết người thì chúng ta phải có biện pháp phòng bị. Tề Đảng Nhàn lắc đầu từ chối, ứng chiến là điều tất yếu thôi, nói cách khác thì khi những thế lực kia tập trung lại sẽ khiến tập đoàn Hướng Thị gặp rắc rối. Hắn đặt điện thoại di động của mình lên mặt bàn, cười nói, phản ứng của Từ Ngạo Tuyết cũng rất nhanh đấy. Lời này vừa nói xong, điện thoại di động vang đinh một tiếng, chính là tin nhắn đến từ Từ Ngạo Tuyết. Nội dung trên tin nhắn sóng yên biển lặng, nhìn không ra có gì lạ cả, chỉ là đơn giản mời khách ăn cơm mà thôi. Hồng Môn Yến à, Hướng Đông Tinh cũng nhận được tin nhắn, cười lạnh nói. Tất nhiên rồi, Tề Đảng Nhàn nhún vai, tiếc là chúng ta không có phản khoái, Từ Ngạo Tuyết cũng không phải Sở Bá Vương thiếu quyết đoán. Nhân vật trong Hồng Môn Yến. Hướng Đông Tinh hỏi, tôi nên đi không? Có liên lụy đến anh không? Tề Đảng Nhàn đáp, tất nhiên là cần cô rồi. Nếu cô không đi lại giảm khí thế. Hơn nữa, mục đích của Từ Ngạo Tuyết là muốn cô nhìn thấy tôi bại dưới tay cô ta, như vậy mới uy hiếp được người khác. Cô cứ yên tâm đi với tôi, trước khi Từ Ngạo Tuyết giải quyết tôi sẽ không động vào cô đâu. Bởi vì cô ta biết nếu không loại trừ tôi thì nhằm vào cô cũng vô dụng. Hướng Đông Tinh khẽ cười, được, vậy tôi sẽ đi bữa tiệc Hồng Môn Yến này với anh. Tôi cũng muốn nhìn xem Từ Ngạo Tuyết ở trước mặt chúng ta còn mang được vẻ tự đắc gì. Tề Đảng Nhàn híp mắt lại, Từ Ngạo Tuyết, người trời sinh đã kiêu ngạo của Từ gia, cùng Ngọc Tiểu Long ở đế đô cũng song xu song tuyệt, khiến cô ta chạy vào ngõ cụt cũng là chuyện khiến người khác cảm thấy thú vị. Không kể là nhan sắc, dáng người, khí chất, hay xuất thân của Từ Ngạo Tuyết đều không có bất kỳ tật xấu gì, cô ta luôn có khí chất như quý phi, công chúa trong hoàng cung thời cổ đại. Khi một đất nước bị phá hủy, thường là hậu cung của hoàng đế gặp tai họa lớn nhất, phàm là nữ nhân có dính líu đến hoàng thất đều không ai có thể có được kết quả tốt. Bởi vì thân phận xuất thân của họ được đặt ở đó. Chơi đùa với con gái và phi tử của hoàng đế, chỉ nghĩ thôi đã khiến người khác cảm thấy phấn khích rồi. Những việc công thành nhổ trại Tề Đảng Nhàn không có tí hào hứng nào, điều duy nhất khiến hắn cảm thấy thú vị chính là có thể hung hăng tát một cái lên mặt Ngọc Tiểu Long. Đúng lúc này, Dương Quan Quan vô cùng vội vàng gõ cửa tiến vào. Có chuyện gì vậy? Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô kia, Tề Đảng Nhàn nhìn thấy bộ dáng này của cô ta thì tức giận quát lớn. Ngọc tướng lĩnh tới rồi. Dương Quan Quan miệng đắng lưỡi khô, khó khăn nói. Tề Đảng Nhàn sửng sốt, sau đó thản nhiên nói, để cho cô ta vào. Dương Quan Quan lập tức quay đầu chạy ra ngoài, cô ta cũng không muốn biểu hiện gấp gáp như vậy nhưng người tới. Dù sao cũng là Ngọc Tiểu Long. Cả Hoa Quốc, thậm chí trên thế giới, làm gì có được mấy người phụ nữ giống như Ngọc Tiểu Long. Cô ta đến đây để làm gì? Hướng Đông Tinh hỏi. Nói nhảm, Tề Đảng Nhàn bình tĩnh nói, trong lòng cô ta có một khúc mắc, thường khi làm chuyện nào đó mà mình không tình nguyện đều sẽ đến nói nhảm. Hướng Đông Tinh cười, nói, anh với cô ta rất hiểu nhau nhỉ, tôi thấy hai người thử ghép thành một đôi xem sao. Tề Đảng Nhàn nói, trong lòng tôi chỉ có một người duy nhất, cũng không phải Hướng Tổng không biết. Hướng Đông Tinh cười như không cười, dựng thẳng ngón giữa hướng vào mặt Tề Đảng Nhàn. Ngọc Tiểu Long đi tới văn phòng của Tề Đảng Nhàn, cô vừa bước vào, dường như cả căn phòng tràn ngập một luồng ánh sáng kỳ lạ.
Sau khi thấy Ngọc Tiểu Long, Tề Đẳng Nhàn không nhịn được cười, nói công vụ của Ngọc Tướng Lĩnh vốn bận rộn, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến chỗ tôi dạo chơi thế này. Ngọc Tiểu Long không thèm để ý tới hắn, phát hiện Hướng Đông Tinh cũng đang ở đó liền lập tức quay đầu nói với Hướng Đông Tinh, Hướng Đông Tinh, nếu như cô không muốn hại chết hắn thì nhanh chóng thu tay lại đi. Hướng Đông Tinh không đáp, cúi đầu nghịch móng tay của mình, giống như không hề nghe thấy Ngọc Tiểu Long nói gì. Tề Đẳng Nhàn thấy Ngọc Tiểu Long không để ý tới mình, cũng nhún vai, lười biếng tựa vào ghế nhìn cô. Có nghe thấy tôi đang nói chuyện không? Ngọc Tiểu Long lạnh lùng hỏi. Có nghe, Hướng Đông Tình nói, nhưng tôi không muốn trả lời cô, vì cô nói nghe nhảm chán quá. Sắc mặt Ngọc Tiểu Long trở nên lạnh đi, trên khuôn mặt tinh xảo hiện ra một chút thiếu kiên nhẫn. Hướng Đông Tinh đứng dậy, lắc đầu, cô nói thu tay là thu tay sao? Cũng có phải là tập đoàn Hướng thì chúng tôi chủ động gây chuyện đâu. Là tập đoàn Hổ Môn chèn ép chúng tôi, sau đó Từ Ngạo Tuyết muốn chuộc lợi từ đó, vậy nên chúng tôi mới nhúng tay vào. Bao gồm cả 10 tỷ Ngọc Tiểu Long cô đầu tư cho cô ta, cũng không thể nào có lợi nhuận đâu. Ngay từ đầu các người đã coi thường tôi như vậy, bây giờ biết đánh không được mới chạy đến bảo tôi thu tay về. Các người muốn như thế nào là thế ấy? Chuyện này làm sao có dễ dàng như vậy được? Có lẽ khí chất của Ngọc Tiểu Long hoàn toàn có thể áp chế đại đa số mọi người trên thế giới này, nhưng Hướng Đông Tinh không nằm trong danh sách đó, cô ta cũng là một người phụ nữ cao ngạo như nữ vương. Ngọc Tiểu Long nghe xong những lời này của Hướng Đông Tinh, ánh mắt trở nên sắc bén, nếu Tề Đẳng Nhàn chết, cô cũng không sống được. Tề Đẳng Nhàn lên tiếng, thật ngại quá, tôi sẽ không chết đâu. Người ta thường nói tai họa ngàn năm như tôi làm sao có thể chết dễ dàng như vậy được. Ngọc Tiểu Long quay đầu lại, lạnh lùng nói, hiện tại tôi không có tâm tư nói giỡn với anh, tôi nói gì anh có nghe không? Tề Đẳng Nhàn nói, lời của cô dựa vào cái gì mà bắt tôi nghe theo? Tôi là cấp dưới của cô, hay là chồng cô? Lời này của cô nghe có chút buồn cười. Ngọc Tiểu Long lạnh lùng nói, bây giờ chỉ cần mỗi người lui về sau một bước, tôi cam đoan sẽ không phát sinh ra chuyện mà tất cả mọi người đều không muốn nhìn thấy. Nhưng nếu các người vẫn kiên quyết như vậy tôi cũng không dám chắc. Ngọc Tướng Quân à, chúng tôi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng rồi, các người muốn chơi thế nào chúng tôi cũng quyết theo đến cùng. Hướng Đông Tinh không hề chùn bước nói. 10 tỷ kia của Ngọc gia tôi ăn chắc rồi, đến Chúa Giê-xu cũng không giữ được. Đương nhiên là tiền của cả liên minh thương nghiệp từ thị tôi cũng sẽ ăn sạch sẽ. Ngọc Tiểu Long nghiêm túc nói, đây là tối hậu thư, cũng là cơ hội cuối cùng tôi cho cô. Cô xác định không trân trọng nó. Tề Đẳng Nhàn kinh ngạc nói, cô chèn ép tập đoàn Hướng thị, sau đó chúng tôi đánh trả, các người đánh không lại liền chạy tới cửa uy hiếp, đây mà gọi là cơ hội gì cơ. Ngọc Tiểu Long gật đầu, nói, nếu đã như vậy thì 3 ngày sau gặp lại. Sau khi nói xong lời này, cô quay người rời đi không hề ngoảnh lại. Ngọc Tiểu Long cũng rất rõ, Tề Đẳng Nhàn và Hướng Đông Tinh đã không cho họ đường lui, cuộc chiến này quả thật không thể tránh khỏi. Kỳ thực sự kiêu ngạo của cô không đành lòng làm ra chuyện này, loại việc không thể giải quyết trên thương trường mà phải dùng loại phương thức khác khiến cô cảm thấy vô cùng mất mặt. Thậm chí cô còn hy vọng Tề Đẳng Nhàn không tới tham dự bữa tiệc do Từ Ngạo Tuyết tổ chức vào 3 ngày sau để cô không cần phải ra tay. Người như Ngọc Tiểu Long tất nhiên có thể làm việc dựa theo ý mình, nhưng áp lực của 10 tỷ quá lớn, hơn nữa, áp lực từ các thế lực khác cũng không nhỏ. Tự mình làm trái ý kiến với mọi người. Ngay cả Ngọc gia cũng sẽ khó tránh khỏi phải chịu một ít tổn thất. Thế cục này buộc cô không thể không tới tìm Tề Đẳng Nhàn và Hướng Đông Tinh để thương lượng chuyện lui một bước, đồng thời cũng buộc cô 3 ngày sau phải tiến lên, thậm chí ra tay. Đúng là năm đó tôi đã xem thường anh, cũng tốt, để xem lần này anh có bất ngờ gì cho tôi không. Ngọc Tiểu Long khẽ nắm chặt tay, thầm nghĩ. Đợi đến khi Ngọc Tiểu Long đóng cửa rời đi, Hướng Đông Tinh mới nói. Hình như cô ta không muốn đàm phán như vậy với chúng ta, hay đúng hơn là với anh. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói, đương nhiên, cô ta cao ngạo như vậy, tới lúc thật sự thua mới có thể chấp nhận là đã thua được. Ít nhất cũng không tới nỗi là người không bao giờ nhận thua. Nhưng mà những thứ phía sau lại thúc giục cô ta, khiến cô ta phải làm điều mình không muốn. Cho dù cô ta là Ngọc Tiểu Long cũng không thể giúp được chính mình. Hướng Đông Tinh mỉm cười nói, anh thật sự rất hiểu cô ta có vẻ cũng rất hiểu anh. Từ lúc tiến vào cô ta chỉ nói chuyện với tôi chứ không nói gì với anh.
Tề Đẳng Nhàn không muốn thừa nhận mình hiểu Ngọc Tiểu Long nhiều đến mức nào. Nhưng hắn thừa nhận Ngọc Tiểu Long thật sự rất hiểu hắn ở một phương diện nào đó. Đến giờ cơm trưa rồi, Hướng Tổng, cùng nhau đến căng tin ăn một bữa cơm đi. Tề Đẳng Nhàn đứng dậy nói. Được thôi, Hướng Đông Tinh đồng ý rất dứt khoát. Hướng Đông Tinh quả không hổ là một người cuồng công việc, vào giờ cơm trưa cô ta triệu tập các giám đốc điều hành cấp cao của Tư Bản Thiên lại ngồi thành một bàn, sau đó phân phó một số công việc. Tề Đẳng Nhàn cũng rất thành thật ngồi ăn cơm trong yên lặng, những chuyện công việc này hắn không muốn tham dự chút nào. Mọi người đều nghe thấy được điều gì đó từ giọng điệu của Hướng Đông Tinh, trận chiến quyết định cuối cùng đã đến. Sáng mai vẫn đến tập luyện với tôi như thường lệ. Trước khi tan tầm, Tề Đẳng Nhàn nhìn thoáng qua Dương Quan Quan đang do dự ở một bên, mỉm cười nói. Vâng, tôi biết rồi. Dương Quan Quan vội vàng gật đầu đồng ý. Dương Quan Quan sợ gần đây Tề Đẳng Nhàn bận rộn, không thể dạy võ công cho mình và Hoàng Sung. Sáng sớm hôm sau, vẫn là 5 giờ sáng, Tề Đẳng Nhàn mang theo hai người luyện công trên núi Vân Đỉnh. Sau khi luyện công xong, hắn trở về phòng thay quân phục. Uầy, quân phục trông hấp dẫn nhỉ. Lý Vân Uyển mặc áo ngủ rộng thùng thình, vừa mới ngủ dậy đã nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đã chỉnh chu quần áo chuẩn bị đi, không khỏi trêu chọc một câu. Mau lại đây để chị sờ nào. Cô ta đi tới trước mặt Tề Đẳng Nhàn, tay bắt đầu giở trò. Tề Đẳng Nhàn thiếu kiên nhẫn gạt tay cô ta ra, cười như không cười nói, đùa hay đấy, tôi chỉ sợ đến cuối cùng em không đùa được nữa. Lý Vân Uyển vui vẻ, chạm nhẹ vào vai Tề Đẳng Nhàn, dặn dò, gần đây mọi việc đều phải cẩn thận, càng đến thời khắc mấu chốt càng không thể buông lỏng cảnh giác. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy được nhiều người quan tâm như vậy, cả ngày không ngừng dặn dò hắn cẩn thận, nhưng mà đây cũng là một loại hạnh phúc mà trước đây hắn chưa từng được cảm nhận. Sau khi rời khỏi đế đô, hai bố con hắn vẫn luôn ở trong trạng thái tự sinh tự diệt. Ở trong nhà tù U Đô, bố hắn cũng chưa bao giờ chăm sóc hắn mà ngược lại còn tra tấn, muốn dồn hắn vào chỗ chết. Cũng may tính hắn tranh đua, không bị tra tấn chết mà còn trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Tôi đến sư đoàn 81, em đi làm đi, có chuyện thì liên lạc ngay cho tôi. Tề Đẳng Nhàn ôm Lý Vân Uyển hôn một cái, sau đó nói tạm biệt. Rất nhanh Tề Đẳng Nhàn đã đến sư đoàn 81. Tưởng Thiên Hà trực tiếp tìm tới hắn, thấp giọng nói, hôm nay chiến bộ bên kia phái người qua, nói là muốn kiểm tra trình độ đao nhọn của đại đội. Tề Đẳng Nhàn nói, đến thì đến. Tưởng Thiên Hà nói, họ nhắm vào cậu. Nhằm vào tôi, Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, thanh âm lạnh 8 độ. Ai nhằm vào tôi cơ, không phải là Ngọc Tiểu Long chứ? Tề Đẳng Nhàn nhìn Tưởng Thiên Hà, vẻ mặt khó hiểu. Tưởng Thiên Hà lắc đầu, nói, không phải Ngọc Tướng Lĩnh, cô ta đâu có rảnh mà đến sư đoàn 81 của chúng ta đi linh tinh. Tề Đẳng Nhàn nói, thì anh cứ nói là ai luôn đi không phải là xong rồi à? Lâm Tử Long, Tưởng Thiên Hà ho khan một tiếng, đáp. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, tất nhiên hắn rất quen với cái tên này. Lâm Tử Long là họ hàng nhà họ Tề, quan hệ với hắn không được tốt lắm, ngày trước khi hắn và bố bị đuổi khỏi đế đô, Lâm gia còn tham gia cổ vũ nữa kìa. Gia tộc Tề gia quá lớn, khó tránh khỏi mất đoàn kết, cho nên Tề Đẳng Nhàn và Tề Bất Ngữ không thể không diễn khổ nhục kế lừa gạt nhà họ Tề và mọi người. Lâm Tử Long là người bị mắc lừa, cũng là người không có chung quan điểm với Tề Đẳng Nhàn và Tử Bất Ngữ. Nhưng Lâm Tử Long này là một người có bản lĩnh, từ khi nhập ngũ tới nay đã cho thấy tài năng hơn người, cùng với xuất thân từ Tề gia, có thể nói là con đường thăng tiến thẳng tắp phất như diều gặp gió. Giờ đây Lâm Tử Long đã có quân hàm đại tá. Tề Đẳng Nhàn và Tưởng Thiên Hà rất nhanh đã chạy tới sân huấn luyện của đại đội đao nhọn, vừa tới đã nhìn thấy Lâm Tử Long đang đứng thẳng ở giữa sân. Sau khi Lâm Tử Long nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, sắc mặt nhanh chóng lạnh đi. Tất nhiên sắc mặt Tề Đẳng Nhàn cũng chẳng vui vẻ gì, lúc trước tên này cũng không ít lần nói xấu Tề Bất Ngữ, việc hai bố con hắn bị trục xuất khỏi đế đô cũng có một phần góp sức từ anh ta. Các chiến sĩ ở đây nhìn Lâm Tử Long bằng ánh mắt không mấy thân thiện, anh ta chỉ mới đến sân huấn luyện đã mắng bọn họ một trận rồi. Đây chính là đại đội đao nhọn của sư đoàn 81 được ca tụng là át chủ bài sao. Chỉ với trình độ đó, sau khi thấy Tề Đẳng Nhàn tới, giọng nói của anh ta cố gằn cao hơn mấy tông, cười lạnh nói. Các chiến sĩ đại đội đao nhọn đều mặt đỏ tai hồng, có chút khó chịu nhưng ngại biểu hiện. Trước khi Tề Đẳng Nhàn đến,
Lâm Tử Long đã so tài cùng bọn họ một hồi, kết quả là cả đám đều bị đánh bại, hoàn toàn không ai có thể trở thành đối thủ của anh ta. Ở trong quân đội, thực lực chính là tất cả, nếu Lâm Tử Long có thể đè ép bọn họ đến mức không thể ngẩng đầu lên được rồi thì họ cũng không có mặt mũi nào mà nổi giận được. Lâm Tử Long cười lạnh, nói, xem ra huấn luyện viên của mấy người cũng chỉ là một tên vô dụng, xương cốt của mấy người không tệ nhưng lại chỉ đến trình độ này, đúng là khiến người khác thất vọng. Cúi chào. Đại đội trưởng thấy Tưởng Thiên Hà và Tể Đẳng Nhàn đi tới, lập tức hét lớn một tiếng. Tất cả chiến sĩ của đại đội đao nhọn đều đồng loạt chào hỏi hai người. Tể Đẳng Nhàn khoát tay áo, nói, nghỉ, chuyện gì vậy? Đại đội trưởng đỏ mặt nói, báo cáo huấn luyện viên, vị này là đại tá Lâm do chiến bộ phái xuống, chịu trách nhiệm kiểm tra thành tích huấn luyện của từng đơn vị. Chúng tôi biểu hiện quá tệ nên bị đại tá Lâm dạy bảo một trận. Chúng tôi đã làm mất mặt sư đoàn 81. Sắc mặt Tưởng Thiên Hà có chút khó coi, mặc dù Lâm Tử Long chạy đến kiếm cớ làm khó Tể Đẳng Nhàn, nhưng lại làm xấu mặt sư đoàn 81 của bọn họ, người làm sư đoàn trưởng như anh ta đương nhiên sẽ thấy khó chịu. Lâm Tử Long nhìn về phía Tể Đẳng Nhàn, nói cậu chính là huấn luyện viên của đại đội đao nhọn thuộc sư đoàn 81. Có chút trình độ này cũng mang đi huấn luyện được, coi đây là nhà trẻ mà đến dạy bảo con cháu sao. Đám cấp dưới Lâm Tử Long mang đến cũng bật cười. Tuy họ không biết thanh niên trẻ này dựa vào cái gì làm huấn luyện viên, nhưng có thể trông thấy không phải người có thực lực mà là nhờ vào quan hệ mới vào được. Vẻ mặt Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng, nhìn Lâm Tử Long, nói, họ Lâm này, không ngờ đến anh lại chạy theo tôi đến tận Trung Hải cơ đấy, thật đúng là cố chấp. Lâm Tử Long thản nhiên nói, con chó bị bỏ rơi thì nên ngoan ngoãn giống con rùa rụt cổ trong nhà tù nhỏ trốn nông thôn, không nên đến thành phố lớn lừa người như vậy đâu. Cho dù dựa vào quan hệ để trở thành huấn luyện viên thì cũng chỉ đi chọc cười người khác mà thôi. Trong lòng Lâm Tử Long có chút khó chịu, anh lăn lộn bao nhiêu năm mà mới chỉ lên được chức vị đại tá. Vậy mà Tề Đẳng Nhàn lại một bước lên mây, được chiến bộ phong hàm chuẩn tướng. Yo, một con chó bị bỏ đi mà còn có thể tìm được mối quan hệ trâu bò như vậy, anh đường đường Lâm Tử Long lại không có được, khác gì không bằng cả đồ vô dụng như tôi. Tề Đẳng Nhàn cười nửa miệng nhìn Lâm Tử Long, nói. Ánh mắt Lâm Tử Long trở nên lạnh lùng. Tề Chờ Nhàn nói, nhìn thấy cấp trên không biết cúi chào à. Vẻ mặt Lâm Tử Long khinh thường, nói cấp bậc của cậu đúng là cao hơn tôi một chút, nhưng muốn để tôi cúi chào, cậu nghĩ mình xứng sao? Ngày trước tôi có thể đuổi bố con cậu ra khỏi đế đô như đuổi chó, hôm nay tôi cũng có thể khiến cậu rời khỏi quân đội giống như vậy. Cậu nghĩ sao tôi phải chào một con chó cùng cái đuôi của nó vậy? Các chiến sĩ của đại đội đao nhọn đều cảm thấy phẫn nộ thay Tề Đẳng Nhàn, bọn họ biết khả năng của hắn, nhưng vào giờ phút này lại có người đến làm nhục huấn luyện viên tôn kính của bọn họ như vậy khiến ai cũng thấy khó chịu. Nhưng khó chịu thôi cũng vô dụng, Lâm Tử Long là đại tá, lại còn thân thiết với cấp trên, bọn họ không thể đắc tội với anh ta được. Huống gì trong lúc thi đấu vừa rồi? Đúng là họ bị Lâm Tử Long đánh không ngẩng đầu lên được, sao bây giờ dám lên mặt được. Đối với sự sỉ nhục của Lâm Tử Long, Tề Đẳng Nhàn lại trông rất bình tĩnh, giống như hoàn toàn không để anh ta vào mắt. Thái độ của hắn giống như một người bình thường không chấp chó hoang sủa bậy vậy. Tưởng sư trưởng, tôi cho rằng sư đoàn 81 là sư đoàn át chủ bài dưới trướng chiến bộ chúng ta, dù gì cũng phải ra dáng một đội át chủ bài. Đặc biệt là đại đội đao nhọn của các người càng phải ra dáng mới phải. Vừa rồi tôi thi đấu với thành viên đại đội đao nhọn của mấy người, kết quả không một ai ra thể thống gì, vậy chắc chắn là do khâu lựa chọn huấn luyện viên có vấn đề. Sau khi công việc ngày hôm nay kết thúc, tôi sẽ cáo cáo lên cấp trên vấn đề này, nộp đơn xin đổi huấn luyện viên cho các cậu. Sắc mặt Lâm Tử Long lạnh lùng nói, mục đích anh ta tới sư đoàn 81 chính là đá Tề Đẳng Nhàn ra ngoài. Sau đó nghĩ cách tước đi quân hàm chuẩn tướng của hắn. Anh ta lăn lộn lâu như thế mới có thể leo lên chức vụ đại tá, tên bị bỏ rơi Tề Đẳng Nhàn này dựa vào cái gì mà có chức vụ cao hơn anh ta được cơ chứ? Chức huấn luyện viên cho đại đội đao nhọn của sư đoàn 81 là công việc đầu tiên mà Tề Đẳng Nhàn đảm nhận, nếu như làm không tốt thì chỉ sợ là đến phó Phong Vân cũng không giữ được hắn. Tề Đẳng Nhàn không khỏi vui vẻ, nói thủ oán gì đây? Lâm Tử Long lạnh lùng, thấy cậu ngứa mắt, không được sao. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, đây thật đúng là một lý do vô cùng tốt đấy chứ.
tôi đấm cậu một phát xem cậu có khó chịu không nhé. Lại đây tôi tát một cái xem có bực không nào. Lời này của Lâm Từ Long thật giống đại ca học đường đang bắt nạt bạn bè. Nhưng mà nếu cậu nguyện ý quỳ xuống xin lỗi vì đã vô lễ với Tề Vân Phong đại ca, cũng thể sau này trung thành với tôi sẽ cân nhắc về việc bỏ qua. Vẻ mặt Lâm Từ Long ngạo nghễ, thản nhiên nói, phải nhớ cho kỹ, cậu đã không còn là người của Tề gia nữa, người của Tề gia tới tìm cậu, yêu cầu cậu thỏa hiệp đã là cho cậu mặt mũi rồi. Nếu cậu không biết tốt xấu gì, tự chuốc lấy phiền phức thì thôi. Tề Đẳng Nhàn hiểu rõ, đây cũng chỉ là trận đại chiến thương mại giữa tập đoàn Hướng Thị và Liên minh Thương nghiệp Từ Thị. Nói không chừng Lâm gia cũng ném mấy triệu ở chỗ Từ Ngạo Tuyết rồi. Trung thành với anh, cũng chỉ là một đại tá mà thôi, để chuẩn tướng như tôi trung thành với anh sao? Chuyện cười này rất thú vị đó. Tề Đẳng Nhàn cười tươi, như thể thực sự bị Lâm Từ Long chọc cười. Lâm Từ Long nhìn thấy điệu bộ cà lơ phất phơ của Tề Đẳng Nhàn, trong mắt không khỏi hiện lên một tia tức giận, lạnh lùng nói, nếu đã như vậy thì cậu cứ chờ bị bãi nhiệm đi. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, thản nhiên nói, Lâm Từ Long, chẳng qua do năm đó anh may mắn có được một sư phụ tốt cho nên bây giờ mới có thể tác oai tác quái ở chỗ này mà thôi. Nếu không bây giờ tôi chọn đại một chiến sĩ ra cũng có thể đè đầu anh trên đất. Anh cảm thấy tôi không đủ tư cách đảm nhiệm chức huấn luyện viên của bọn họ, thế anh nói cho tôi nghe xem ai có tư cách này. Lâm Từ Long từ nhỏ đã theo sư phụ đi học võ, vậy nên anh ta mới có thể tham gia vào quân đội. Lâm Từ Long nhìn Tề Đẳng Nhàn, khinh thường nói, vẫn không nhịn được sao? Muốn đánh với tôi à, cậu chắc chưa? Tề Đẳng Nhàn thở dài, vốn cũng không muốn chấp loại rác rưởi như anh, nhưng anh lại chủ động chạy tới chỗ tôi nhảy lên nhảy xuống, chỉ sợ không xử lý sẽ khiến sau này gặp phiền phức không đáng có. Các chiến sĩ của đại đội đao nhọn dùng ánh mắt sáng quắc nhìn vào Tề Đẳng Nhàn, bọn họ đều chờ mong Tề Đẳng Nhàn ra tay, có thể dạy bảo lại tên Lâm Từ Long này một bài học. Được, nếu như cậu có thể thắng tôi sẽ không đến đây gây chuyện nữa. Nhưng nếu cậu thua thì phải tự mình xin từ chức, không lại làm xấu mặt chiến bộ. Lâm Từ Long hoạt động cổ hai cái, sau đó căng hai tay, vẻ mặt thoải mái nói. Tề Đẳng Nhàn cười không nói gì. Nào tới đi, mất hồn cái gì? Lâm Từ Long lạnh nhạt nói. Anh chỉ nói khi tôi thua, không nói nếu anh thua sẽ như thế nào. Tề Đẳng Nhàn cười cười. Lâm Từ Long cười nhạo một tiếng, lắc đầu. Không phải chứ, loại rác rưởi như cậu cảm thấy mình sẽ thắng được Lâm đại tá sao? Đùa giỡn hơi lố rồi, người thắng được đại tá Lâm đương nhiên có nhưng chắc chắn không phải hắn. Một đứa bị đuổi ra khỏi nhà, loại rác rưởi lên trong nhà tù. Sẽ không cho rằng khi mình dựa vào quan hệ để làm chuẩn tướng rồi có thể không để người khác vào mắt chứ. Đám cấp dưới đi theo Lâm Từ Long đều nhìn không được cười to, bọn họ cảm thấy Tề Đẳng Nhàn chỉ là một tên khoác lác mà thôi. Bọn họ đều biết các chiến sĩ đại đội đao nhọn có chút trình độ, chẳng qua xui xẻo gặp phải Lâm Từ Long mà thôi. Nhưng mà có trình độ thì liên quan gì đến Tề Đẳng Nhàn? Hắn cũng chỉ mới tham gia huấn luyện gần đây mà thôi. Lâm Từ Long nhìn Tề Đẳng Nhàn, lạnh lùng nói, tôi sẵn sàng cho cậu một cơ hội tranh đấu cũng đã là cho cậu mặt mũi rồi, cậu còn muốn thắng. Ha ha ha, cậu có chắc là não mình không bị uống nước không? Cũng biết sư phụ tôi tiếng tăm như thế nào mà loại rác rưởi lớn lên trong nhà tù như cậu có thể so sánh được. Tôi sẽ không thua, người thua chỉ có thể là cậu mà thôi. Lời nói của Lâm Từ Long rất kiêu căng, căn bản là không để Tề Đẳng Nhàn vào mắt. Được rồi. Xem ra cậu rất cố chấp đấy nhỉ. Nếu tôi thua, tôi sẽ quỳ xuống bỏ từ đây ra ngoài, từ nay về sau không can thiệp vào chuyện của cậu nữa. Lâm Từ Long ngẩng đầu lên, rất kiêu ngạo nói. Tề Đẳng Nhàn lại nói, vậy anh quỳ xuống đi. Lâm Từ Long vừa định trả lời đã nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đi đến trước mặt bằng một tốc độ cực nhanh, khiến anh ta bất ngờ đến mức không kịp đề phòng. Sau đó, anh ta nhìn thấy bàn tay Tề Đẳng Nhàn vung lên, từ trên không trung đập xuống. Trong nháy mắt, bàn tay Tề Đẳng Nhàn như được bơm hơi phồng lên, mỗi một ngón tay đều thô như cả rốt, toàn bộ bàn tay giống như một cái quạt bổ lớn. Khi bàn tay hạ xuống, không khí mang theo gió lạnh tràn vào cổ áo của Lâm Từ Long, thoáng cái đã kéo căng quần áo anh ta, biến anh ta thành một tên mập. A! À, Lâm Từ Long nhìn thấy một màn này không khỏi thốt thành tiếng, đồng thời vận đủ khí lực, hai tay hướng lên trên đỉnh. Làn gió kia thổi mạnh đến mức mí mắt anh ta không mở ra nổi.
Rầm. Một tiếng đát động núi rung truyền đến. Cơ thể Lâm Từ Long lay động, hai tay bủn rủn, anh ta cảm thấy nướu răng mình mỏi như từng chiếc răng rụng ra. Hai đầu gối anh ta mềm nhũn, chưa kịp phản ứng đã quỳ rạp trên mặt đất trong tích tắc. Chỉ một chiêu mà thôi, Tề Đẳng Nhàn đã khiến một đại cao thủ như Lâm Từ Long quỳ rạp xuống đất, mất đi sức chiến đấu, điều này cũng quá kinh khủng rồi. Ngay cả các chiến sĩ của đại đội Đao Nhọn cũng ngạc nhiên mở to mắt nhìn. Lần trước nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn một quyền đã đánh bay trợ thủ Lý Trường Hồng của Lý Gia Quyền bay vài thước đã cảm thấy đủ kinh người rồi, nhưng lần này lại càng khủng bố hơn, chỉ một trưởng đã phế đi Lâm Từ Long không ai sánh được. Không thể nào, miệng Lâm Từ Long chảy máu, cả người mềm nhũn, sức đứng lên cũng không có, trong miệng lẩm bẩm nói. Cấp dưới của Lâm Từ Long mới đây còn ồn ào bây giờ đã im thin thít, ngay cả hít thở cũng khẽ khàng. Bọn họ không thể tin được cao thủ như Lâm Từ Long lại bị Tề Đẳng Nhàn đánh một chưởng đến mức quỳ rạp xuống đất. Tề Đẳng Nhàn thu tay về, khẽ đút vào trong túi, nhếch mép cười, vừa đúng lúc, quỳ ra ngoài cho tôi xem đi. Cậu không có võ đức, cậu đánh lén, một cấp dưới của Lâm Từ Long phục hồi tinh thần lại, giận dữ quát lớn. Phải không, vậy cậu lại đây đánh quang minh chính đại với tôi nhường cậu ba chiêu. Tề Đẳng Nhàn cười nhạo một tiếng. Người này sợ đến rụt cổ lại, Lâm Từ Long còn bị Tề Đẳng Nhàn cho một chưởng đã nằm im, cậu ta mà lên thì bị đánh thành chó chết luôn mất. Tề Đẳng Nhàn đưa tay vỗ nhẹ lên gò má Lâm Từ Long, lạnh nhạt nói, Lâm Đại Tá, anh phải nhớ kỹ, đừng dại làm chim đầu đàn cho người ta, kết cục thảm lắm. Lâm Từ Long nóng lòng từ đế đô chạy đến sư đoàn 81 để tìm Tề Đẳng Nhàn gây phiền phức như vậy, đương nhiên đằng sau có người tác động. Tất nhiên cũng một phần là do Lâm Tòng Long thực sự không để Tề Đẳng Nhàn vào mắt, cảm thấy khí phách của mình có thể làm cho Tề Đẳng Nhàn sợ đến mức tè ra. Nào biết được người ta mạnh mẽ như vậy, chỉ một cái tát đã khiến anh ta gục xuống. Lâm Từ Long cắn răng nói, bát quái ma trưởng, không nghĩ tới trưởng kình của cậu lại khủng bố như vậy. Có chút lợi hại. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, bình thường thôi, nếu tôi không có tài cán gì thì mấy năm nay làm sao mà sống được. Ngược lại người có xuất thân từ sư phụ tốt như anh hình như cũng không có giỏi đến mức đó. Lúc này các chiến sĩ của đại đội Đao Nhọn đều hò reo, cả đám phấn khích không chịu nổi. Cấp dưới của Lâm Từ Long đều che mặt mo lại, trông xấu muốn chết, những tiếng hoan hô này đối với bọn họ mà nói chói tai cực kỳ, không khác gì tát vào mặt họ. Khó trách tuổi còn trẻ như vậy đã bị phó lão đặc biệt đề bạt thành chuẩn tướng tổng cục chính trị, bản lĩnh này không phục không được. Nhìn một màn này, trong lòng Tưởng Thiên Hà âm thầm kinh ngạc. Hiện tại anh ta đối với Tề Đẳng Nhàn hoàn toàn tâm phục khẩu phục, với thân thủ này mà được giao cho chức vụ chuẩn tướng đúng là không quá đáng. Phải biết rằng các quốc gia phải tốn rất nhiều sức lực để có thể thu hút được những nhân tài như này, chỉ dựa vào một chức vị chuẩn tướng đã có thể lôi kéo được một nhân tài như Tề Đẳng Nhàn thì quả thực quá lời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.